chào Yến Ngọc Kim. Chào mấy chị nha, mấy chị chia sẻ like thanh mấy chị. Nam có rồi, đông xíu mấy chị vô đông đông đi. Đây cái quần này của bé nè mấy chị. Hello em, đây cái quần này của bé nè, đó bán rẻ cho mấy chị, cái quần này 15.000 thôi, rất là đẹp luôn ha, 15k sale rẻ. Những cái hình viên này còn lẻ bán rẻ cho mấy chị luôn. Chưa, đám cưới không nghe, chưa đồ có cưng chị chưa có gửi nha Ly Đỗ ơi. Đây cái quần này, cái quần này là quần ống rộng nha, ở làm sale cho mấy chị cái quần này 35.000 thôi. Ba mươi ba mươi lăm ký là thanh hết rồi, thanh còn mấy quần nhỏ nhỏ thôi. Đây cái quần này thanh sale cho mấy chị 35.000, quần không rộng có túi nha mấy chị. À quần có túi hai bên nè, đó quần có túi nha, thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn. Cái này là 60 ký đổ lại, 55-60 ký nha, 55-60 ký thanh sale cho mấy chị cái quần này 35.000. Đó chị nào lấy chốt thanh luôn, quần ống rộng 35k. Rồi chị nào lấy chốt không thay luôn, quần ống rộng 30.000. Rồi đầu like cái áo khoác riêng này thanh sẽ sale cho mấy chị giá, bữa nay cái áo khoác riêng này đầu like thanh sale cho mấy chị giá 65.000. 65.000 cái áo khoác riêng mấy chị. Đây đầu like nha, đầu like thôi chứ áo này thanh không có bán 65.000 nha mấy chị, bán duy nhất đầu like cho mấy chị thôi. Đây mấy chị thấy không, cái áo khoác riêng 65.000 bán duy nhất một cái đầu like thôi. Ở chị nào lấy chốt thanh luôn, khoác riêng 65.000 nha. Lên giùm thanh là khoác riêng 65.000. Thank you.
chỗ này lại chứ. Rồi cái văn xeo nha. Đây, đây cái áo khoác jean Thanh đang mặc mấy chị. Sale cho mấy chị cái này 65 ngàn duy nhất một cái nha. Chỉ sale duy nhất một cái 65 ngàn đầu like nha. Đầu like lên sale cho mấy chị 65 ngàn. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn. 65 ngàn một cái áo khoác jean nè. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị luôn. Đầu like Thanh cũng sale cho mấy chị cái này luôn. Rồi ok Mai nè. À, 65 ngàn mai nè. Rồi có một cái là Thanh nói là Thanh sale có một cái thôi mấy chị, còn nhưng mà Thanh không có sale 65 ngàn nha. Còn áo khoác riêng vẫn còn nhưng mà Thanh chỉ sale một cái này thôi, một cái đầu like Thanh sale cho mấy chị 65 ngàn thôi. À, đơn của Cưng hả? Để chị hỏi anh Cảnh cái. Ủa đơn của Trang Nguyễn, Trang Nguyễn hỏi Cảnh nó đi chưa? Túi này đựng tiền bỏ đi, móc ra móc vô. Để anh lấy cái này anh đựng tiền đỡ không mấy chị. Trang Nguyễn, Trang Nguyễn gửi chưa? Đi rồi Trang ơi. Đựng tiền đỡ không mấy chị. Rồi bộ đồ này. Bộ đồ này Thanh toàn có mấy bộ thôi. Bán rẻ cho mấy chị luôn, 15 ngàn một bộ. Trời ơi thấy cưng quá mấy chị ơi, 40kg 40, 42kg đổ lại nha mấy chị, 40, 42kg đổ lại á. 30kg trở lên, 40, 42kg đổ lại. Sale cho mấy chị bộ đồ này 15 ngàn. Em chờ chị điện hỏi, hỏi địa chỉ hoài mà không thấy chị điện. À, địa chỉ của Cưng ở Bạc Liêu mà chị biết mà. Địa chỉ Cưng ở Bạc Liêu chị biết mà. Rồi bộ đồ này sale cho mấy chị 15 ngàn. Thanh còn có mấy bộ thôi mấy chị. Còn có mấy bộ thôi mấy chị. Ồ cái này mấy chị mua chị nào nhỏ con nè, mặc được nè. Chị nào mà có con mà nó bự không bự mà nhỏ không nhỏ á, cũng mặc được nè. Thanh sale có 15 ngàn một bộ thôi. 15 ngàn nha mấy chị. Đó, chị nào lấy chốt hôm bữa Thanh sale 3 bộ 50. Bữa nay Thanh chơi Thanh bán cho mấy chị là một bộ 15 ngàn luôn. Thanh còn có mấy bộ thôi. Còn có 9 bộ thôi mấy chị. 9 bộ thôi mua cho con mình mặc. Rất là rẻ luôn. Đây 15 ngàn một bộ nha. Tự nhiên cái chóng mặt quá trời trời. Nè. À, Mai ơi, hình như Cưng bữa hổm hỏi áo hết đi, bữa nay chỉ có áo hết đi nhóc luôn nè. Áo hết đi hả? Áo hết đi á là nó từ 40 kg trở lên, đây bộ nè. Có 15 ngàn. 40 kg vừa đó Thúy Kiều ơi. 40 kg vừa nha, 40 kg vừa. Đó, làm sale có 15 ngàn thôi, 15 ngàn chị nào lấy chút anh Thanh luôn ha. 15 thôi nha mấy chị, 15 ngàn một bộ thôi, em còn có 9 bộ thôi mấy chị. Mua nhanh kẹo hết uổng mấy chị. Đây đẹp, hàng đẹp nha. Con em nhỏ. À, con em nhỏ cái áo hoodie á, bữa hổm anh Như Cưng hỏi áo hoodie á. Đó rồi chị nào lấy chốt âm thanh luôn.
áo chị mặc có màu khác không? Không. Có đồ bé 13kg không? À, đồ bé 13kg hả? 13kg nên có đồ lẻ thôi. Có áo thun, lẻ thôi. Rồi bộ này sale cho mấy chị là 15.000 một bộ. Đó, chị nào lấy chốt âm thanh luôn 15.000 một bộ nha. Áo hấp đi 30kg hả? 30kg cái này nó hơi rộng xíu. Nó hơi rộng xíu nha. Áo hấp đi này nó hơi rộng xíu. Hello Tha Quách, hello em. Rồi 15k, ok cúp lê nè. Bộ 15.000 quá rẻ mấy chị. Tự nhiên sao thân chóng mặt dữ trời. Chóng mặt quá. Nó lình máu rồi. Đồ bé gái 40kg, cái này 40kg mặc được nè. 40kg mặc được nè cưng. Cái đó là 40kg mặc được đó. Rồi bộ này cũng 40kg mặc được đó nè. 35.000. Đó, bộ này 35.000 nè. Bộ này 40-45kg mặc được. Đây quần lỡ. Mấy bộ này là 40 mấy ngàn. Thanh bán cho mấy chị có 35.000 thôi. Đó, 35.000 ba bộ 100 mấy chị lên đường Thanh luôn đi. Thanh bán rẻ luôn, 35.000 ba bộ 100 cho mấy chị luôn nè. Bộ này là 45kg đổ lại, 40-45kg đổ lại nè. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn, bộ lửng. Bộ lửng bé gái 35.000 ba bộ 100. Rồi chị nào lấy chốt âm thanh luôn, Thanh sẽ lấy cho mấy chị ba bộ ba màu nha. Mấy chị mua thì Thanh sẽ bán cho mấy chị ba bộ ba màu. Rồi cái này nè, áo đang mặc hết rồi. Rồi cái này là set váy nè. Set váy nha, set váy nè. Thanh sale cho mấy chị 20.000 luôn mấy chị. Bé khoảng 25kg. Bé khoảng 25kg nha, 25kg. Thanh sale cho mấy chị cái set váy nè 20.000 luôn. Rồi set váy cho bé nha, 20.000 mấy chị nha. Chị nào lấy chốt giùm Thanh luôn, xếp váy cho bé 20kg. Bé khoảng 20-25kg mấy chị. Lửng bé gái một bộ. Rồi một bộ là 35.000. Xếp thể thao có nha. Đồ thể thao nam 60kg hả? Đồ thể thao nam 60kg Thanh còn loại 75.000 một bộ. Còn loại 75.000 một bộ nha. Thật điên cái máy này thật chạy. Để Thanh xíu thôi, cái máy nó đứng luôn rồi mấy chị ơi, đứng luôn, Thanh in ra không được nè. Nè nó không thấy thì sao vậy? Cho hỏi anh Cảnh thôi coi đi. Đợi Thanh xíu mấy chị ơi, cái máy in nó đứng rồi, Thanh in không được nè.
bị sao vậy? Bị thoát ra vuốt ra vô lại gì thoát ra cả chục lần rồi đó. Cái bộ này ai mới mua nó ẩn mày rồi. Bộ này bộ lửng nè, bộ lửng nè, cái gì à? Nguyễn Dương vậy nè. Nguyễn Dương mà sao không thấy cái comment của Nguyễn Dương nè. Trời ơi cảnh vậy nè rồi làm sao. Cho Thanh số điện thoại lại đi Nguyễn Dương. Chán đời. Rồi cái set váy này Thanh sale 20.000 mấy chị. 20.000 nha, 20.000 một cái. Set váy 20-25kg. 20-25kg nha. 20-25kg là Thanh sale cho mấy chị 25.000. Ủa còn cái chỗ nào phần mềm, phần mềm nữa không ta? Ờ à. Mẹ cái phần mềm này mẹ rồi. Thôi gì hai cái khác nhau cũng giống nhau đâu. Nó có nhảy lên đâu, cái bên đây nó cũng không nhảy nữa nè. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000 cũng 3 bộ 100 luôn nè. Đó, 35.000 3 bộ 100 bộ đùi cho bé nha. Bộ đùi bé Thanh cũng có đủ màu luôn mấy chị. Nha, mấy chị lấy là một mẫu là 3 bộ thì mới được 3 bộ 100 nha. Còn mấy chị mà lựa lẻ lẻ mỗi mẫu mỗi bộ là không có tính 3 bộ 100 như mấy chị. Nha. Đó, ví dụ như mẫu này mấy chị lấy 3 bộ 3 màu là 100.000 nè. Rồi cái mẫu lửng hồi nãy cũng một mẫu mà 3 bộ 3 màu cũng là 3 bộ 100 luôn. Chứ mấy chị lấy một bộ này, bộ kia lựa thêm bộ khác nữa 3 bộ 100 là không có tính như mấy chị. Không có tính nha. Và chiều đơn có chốt hết không? Gì thấy nhiều lắm mà sao có ít nè. Có Trinh Nguyên Bạc Liêu gửi chưa? Rồi mấy chị lấy chốt âm thanh luôn. Có đồ bé gái 15kg không ạ? Cái gì? Đồ bé gái 15kg rồi. Thanh không biết 15kg mặn bao nó thôi. Thanh lên từ từ đi mấy chị. Đây cái áo này 20.000. Đồ xả xong gom qua đây để bển. Tụi nó xách qua bển, tụi nó để bển nữa kìa. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị luôn 25.000. 25.000, 25.000 nha. À, chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn. Áo ngực thì khỏi đi, áo ngực mà không quái, áo ngực thì để bán hoài được. Rồi cái áo này 60kg mấy chị. 60kg, áo ngực thì khỏi, để từ từ cũng được, về bữa xả cũng được. Rồi áo 25 rồi, ok ly đổ nè. Cái máy in như cái lùn quầy là gì thật kìa. Quen hay lạ? Rồi bộ đồ này, bộ đồ thể thao lấy cho gì, bộ đồ thể thao bự ra một ít á. Bộ này, bộ này 20.000 mấy chị, nam xịn đó. Một ít xịn 75.000. Đây bộ đồ này 20.000 mấy chị, bộ thể thao ra còn một bộ, còn một bộ bán rẻ cho mấy chị luôn 20. Rồi chị nào lấy chốt âm thanh luôn 20.000. 20.000
Bộ thể thao màu trắng nè. Bộ này 50kg nha mấy chị. 50kg vừa nha. Theo cho mấy chị luôn, bộ này 20.000. Lên Đường Thanh là 20k. Thể thao 20k. Đây bộ thể thao nè, 75.000 nè, size bự nè. Đó, bộ này là 75.000 nè. Bộ thể thao này hàng đẹp nha. Đó, thể thao xịn 75.000. Lai cái máy nó không nhảy không gì hết trơn, cái máy chát thiệt. Vuốt cũng không, vuốt hồi là nó đứng luôn á. Chứ không phải nó vuốt phải đâu, vuốt hồi là nó bị đứng luôn á. Rồi 20k chinh nè. Võ Thị Hồng Thảo còn không? Bộ 20k nè, ok. Võ Thị Hồng Thảo nè. Rồi bộ 20k là Thanh hết rồi. Giờ Thanh qua bộ 25.000. Đó, bộ 25.000 nè. 25.000 bộ này 45kg. Cao là 50kg nha. Rồi 25.000 bộ này 40-45kg mấy chị. 40-45kg nha. Sale cho mấy chị bộ này 25.000. Rồi lên Đường Thanh luôn. Bộ 25k. Màu xanh 25.000. Lên Đường Thanh là bộ xanh 25k mấy chị. Xanh 25.000. Thanh còn 4 bộ nha. Còn 4 bộ nè. Rồi chinh là 25k nè, ok thì chinh nè. Rồi con giao cho hai đứa nó ngoài luôn nữa. Giao cho hai đứa nó ngoài luôn nữa. Rồi bộ xanh 25 mấy chị lên Đường Thanh là bộ thể thao xanh 25.000 nha mấy chị. 25.000 xanh 25. Chinh Nguyên em cái gì? Cái gì à, Chinh Nguyên? Bộ xanh 25.000. Rồi cái áo này Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Áo này sale luôn mấy chị, 29.000 luôn. 29.000 áo này cho cỡ 55-60kg vừa nè. 55-60kg nha. Đó, áo này sale cho mấy chị 25.000. Ê lộn, 29.000 lộn 29.000 nha. Xanh 29 lên Đường Thanh là áo thun xanh. Cái này là áo thun cô tông nha mấy chị. Thun cô tông. Áo xanh này 60kg đổ lại nha. Sale cho mấy chị 29.000. Lên Đường Thanh là áo thun 29k. Rồi áo thun 29.000. Rồi cúp lê áo 29 nè. Mấy chị chia sẻ like Thanh mấy chị. Đây cái này Thanh xả của khách là mấy chị. Gọi điện 2 ngày không nghe máy. Gọi điện 2 ngày không nghe máy Thanh xả luôn em chị. Rồi quần 35.000 mấy chị. Quần này là quần kaki nha, túi hộp nha mấy chị. Quần kaki túi hộp này là khoảng 40-45kg nha. 40-45kg quần túi hộp Thanh sale cho mấy chị luôn. Quần 35.000. Đó, quần này sale 35.000 mấy chị. Rất là đẹp luôn. Cái này con trai con gái đều mang được. Con trai con gái đều mang được nha mấy chị. Nè. À, rất là dễ thương luôn ha. Quần túi hộp cái này là khoảng 45kg đổ lại. 40-45kg đổ lại. Trai gái đều mang được nha. Sale cho mấy chị quần này 35.000 luôn.
35.000. Rồi cái bộ này là bộ tôn nè. Bộ tôn này 49.000, cái này là phân xạ của khách mấy chị. Đó, bộ tôn nha, bộ tôn này là 70kg mấy chị, 70kg vừa nha. 49.000, chị nào lấy chốt âm thanh là bộ tôn nha mấy chị. Đây tôn 49k. Ê, năm ngoái cũng cỡ này là đúng không? Ngồi ở ngoài bán không đó, chị nào lấy chốt âm thanh luôn ha, bộ tôn nha mấy chị. Tôn này là 49.000, 70kg đổ lại nha. Bộ tôn này là một bộ 80-90.000, thanh sale cho mấy chị có 49.000, mát rồi rượi luôn. Rồi còn hai bộ lên mình thanh là bộ tôn luôn. Rồi cái quần này là cũng quần kaki luôn mấy chị, quần kaki nha. Quần kaki nó có một túi hộp nha mấy chị, có túi hộp bên ống quần nè. Đó, thanh sale cho mấy chị quần này cũng 35.000 luôn. Rồi 49 nè, ok em Mai nè. Mai ơi, chừng nào nghỉ Tết Mai? Rồi cái này màu đô nha mấy chị, cái quần này màu đỏ đô nha. Đỏ đô 35.000 luôn. Rồi ok lệ cái gì bộ tôn nè, Lệ Minh nè 49.000 nè, ok chị nè. Chừng nào mới nghỉ Tết cưng? Rồi cái quần kaki mấy chị, quần kaki này sale cho mấy chị 35.000 luôn, màu đô. Lên giùm anh là màu đô 35k, quần màu đô 35.000. Cái quần jean này khoảng 40kg mấy chị, 40-45kg nha, 40-42kg, 45kg đổ lại thôi. Sale cho mấy chị cái quần này 45.000 luôn. À, cái quần jean 45.000 mua cho bé mặc được mấy chị. Cái này là size ớt á. Cái này là size ớt nha. À, quần này khoảng 40-45kg đổ lại, sale cho mấy chị quần này 45.000 luôn. À, đẹp chưa? 45.000. Rồi cục vàng nào lấy chốt âm thanh luôn, quần riêng 45.000 nha. Cái này thanh cũng xả của khách luôn. Rồi cái bộ này là thanh sale cho mấy chị 35.000. 35.000 nha, 35.000, bộ này là bộ satin. Nha, bộ satin tiểu thư nè. Bộ này là khoảng 50kg đổ lại, 45-50kg đổ lại nha. À, 45-50kg đổ lại. Thanh thấy nó bị ẩn comment đó mấy chị, thanh cái máy thanh không đọc được comment luôn á. À, rồi bộ này thanh sale cho mấy chị 35.000 bộ tiểu thư nha, tiểu thư 35k. Không đọc được comment của khách luôn. Rồi ok Mai nè, 35.000 chán dễ sợ trời. Chán dễ sợ luôn. Ok em. Đây cái này chỉ có hai màu nè Mai. Có màu đỏ đô nữa nè. Cái nãy là màu đỏ tươi, cái này là màu đỏ đô nha, đẹp chưa trời. 35.000 mấy bộ này mặc thấy cưng dữ lắm luôn. Cưng dữ lắm luôn. Tết mặc bộ đồ này. Đó, đỏ một vùng đỏ luôn ha. 35.000 thôi. Đó, chị nào lấy chốt âm thanh luôn ha. Bộ tiểu thư đỏ nè.
Có đồ bộ ngố không? Đồ ngố bao nhiêu nhiêu ký chị Loan Ái ơi? Ngố bao nhiêu ký chị? Rồi đỏ đô, màu đỏ đô 35.000 lên Thanh luôn, đỏ đô 35. Đỏ đô 35 nha. Đây rồi, cái bộ này là bộ pyjama. Đó, bộ pyjama nè. 35.000 luôn. Em mấy chị bộ này là 45-50 kg đổ lại luôn nè. Đó, bộ pyjama nha. Bộ nãy là bộ tiểu thư. Còn bộ này là bộ pyjama. kg là hết chị. Bộ ngố 62kg là hết rồi. Ngố em còn 45kg đổ lại thôi. Ngố còn 45kg đổ lại thôi chị, 62kg em hết. Bima 35. Ok em. Tiểu thư là cưng mặt vừa đó. Cưng mặt vừa đó Ly. Bộ tiểu thư là cưng mặt vừa đó. Đây cái áo này sale cho mấy chị luôn nè. 29.000. 29.000 áo thun nha mấy chị. Áo này là khoảng 55-57kg, 60kg đổ lại, tùy theo chiều cao nha mấy chị. Chị nào cao là được 60kg, chị nào mà lùng lùng là 45-50-55kg nha mấy chị nha. Đó, áo thun trắng, thun cô tông nha mấy chị, sale cho mấy chị luôn. Cái áo thun nè 29.000. Màu trắng, thun trắng 29k. Hôm nay mặc cái quần sọt, quần jean rất là đẹp nha mấy chị. Rồi lên giùm Thanh luôn ha. Sọt cho mấy cái lộn cái này áo thun trắng. Tiểu thư 35 ok. Rồi lên mình thay áo trắng nha mấy chị, áo trắng 35 nè. Ê 29.000 cái lộn nó 35. Đây bộ này 45.000 mấy chị. 45.000. Đó, chị nào lấy chốt âm thanh luôn, bộ 45k. 45.000 một bộ. Bây giờ Thanh sẽ sale, hôm nay Thanh sẽ sale cho mấy chị 40.000. 40.000 luôn mấy chị. Trời ơi mấy chị, quá đẹp luôn. Áo hoodie còn màu trắng, màu vàng, màu xám, màu hồng, màu xanh, màu đỏ. Rồi màu màu tím. Đó, áo hoodie có mấy màu đó. Em chào chị Hằng. Đây bộ này bữa nay sale 40.000 luôn mấy chị. Sale 40.000 cho mấy chị nè, cái này là xả của khách nè. Nha, xả của khách nè. Thanh biết mấy chị biết sao mà Thanh bán 40.000 không? Bữa trước Thanh bán 45.000. Bữa sau Thanh bán 40.000, mấy chị biết tại sao Thanh bán 40.000 không? Thanh bán cho mấy người mà mua hàng á, mà cứ kiểu mà mua cho vui á. Đó, Thanh với lại dở trứng á. Đó, Thanh bán sụt giá cho mấy người đó, tức. Tức nha mấy chị. Giờ nhảy vô mua 40.000 Thanh đâu có bán. Rồi 40, bộ này bộ 40 nè. Chào Như Nguyễn. Đang mặc được mà. Đó, Thanh sale cho mấy chị luôn, Thanh có màu xanh với màu vàng. 40 này 50kg đổ lại nha, 50kg đổ lại mặc vừa. Đó, Thanh có màu xanh với màu vàng mấy chị, màu xanh với màu vàng nha. Cái quần này nó quần màu trắng. Cái áo thì nó là khác là khác cái áo thôi. Một bộ là áo màu xanh, một bộ là áo màu vàng nha mấy chị. Xanh với vàng 40.000 thôi.
Ô em tức nè. Ồ nếu mà xả nữa vàng 40 ok mai nè. Cái này là thanh xả của khách nè. Mà giờ muốn vô mua 45.000 thanh cũ không bán nữa chứ đừng nói 40 nha. Giờ muốn mua 45.000 thanh cũ không bán nữa chứ đừng nói là mua 40 nha mấy chị nha. Rồi bữa nay bán 40 thích mình mua nữa khi sáng sao xuống lai sớm. Dạ bữa nay ba đứa con em nó nghỉ lễ, nghỉ Tết Tây với chị, nghỉ 3 ngày em ở nhà mà ba đứa là em muốn chết luôn, cho nên nó là không lai được yên với tụi nó đâu. Rồi quần đen sau, quần đen sau từ 100 mấy trở lên không, 100, 120 trở lên không mà không có sale nha. Rồi bộ này Thanh có màu xanh nữa nè mấy chị, 40.000 cho mấy chị luôn, 40.000 lên dùm Thanh luôn, bộ xanh 40. Rồi cái này là áo mèo nè, sale cho mấy chị luôn nè. Đó, 35.000 nha. Sau mấy bữa nay Thanh bán màu đỏ được với sợ luôn mấy chị, ai cũng kiếm màu đỏ hết. Áo mèo 35.000. Rồi lên đồng Thanh luôn ha. Coi bộ nâu sao chị ơi, bộ nâu sao là bộ gì, có bộ nào nâu đâu cưng. Áo đen sao, áo đen cái gì. Rồi cái áo con mèo nè, áo mèo năm nay năm mèo đó mấy chị, áo mèo 35.000. Rồi cái set váy nè bán 25.000 luôn, 20.000 luôn. Rồi set váy 20.000 lên đồng Thanh là set váy 20. Set váy 20 nha. Rồi mèo 35 ok mai nè. Áo mèo còn đâu nữa không ta? Trong phòng thử còn không? Hết rồi, mới con cái gì đấy. Áo mèo hết rồi. Rồi 20.000 luôn nè, cái set váy nè. Trời ơi, cái này nó đẹp nha, 45 kg đổ lại nè. Đó, set váy nè, sale cho mấy chị 20.000 luôn. À, chị nào lấy chốt âm Thanh luôn, set váy 20, set váy 20 nè. Bộ sao áo đen, cái đó áo lẻ chị ơi, cái đó áo lẻ chứ không phải là bộ nha. Rồi, được một cái nè, ok nè, cúc lê nè, còn được một cái áo mèo 35 nè. Chốt cho cúc lê nè. Áo thun len 62 kg. Áo thun len, áo sọc sọc ở trong cổng còn không ta? Sọc đen á. Còn nha cưng. Rồi bộ này 10k luôn mấy chị. Bộ dây ngủ Thanh sale cho mấy chị 10k luôn, 10.000 luôn. Bộ này 40 kg mấy chị ơi, 40 kg nha, 40-45 kg mấy chị. Bộ này 40-45 kg sale cho mấy chị, bộ này 10.000 luôn. Ủa có 10.000 thôi mấy chị nha. 10k bộ ngủ, bộ đùi dây, bộ đùi dây 10.000 thôi, có 10.000 bạc mấy chị, nó rẻ hơn ổ bánh mì thịt nữa. Ổ bánh mì thịt giờ là 12.000-15.000 rồi. Bộ đồ em bán cho mấy chị có 10.000 thôi. Chị nào lấy chốt âm Thanh luôn, bộ ngủ, bộ đùi ngủ 10.000. Ê cảnh gì cái đó vô ấy được rồi đó. Cái vô mà coi cái tiền với lại đơn nào rồi được rồi đó. Coi cái đơn của Kim Liên, chị Kim Liên á có tiền chưa? Nó giải quyết cho mình chưa hay nó còn treo không biết. Rồi cái áo này sale cho mấy chị luôn 10k luôn, cái áo của bé nè. Áo này bé khoảng 25 kg nha. Bé 20-25 kg nè, sale cho mấy chị 10k luôn, áo thun mấy chị. Đó, 10k, cái quần này 30.000 nữa là có 40.000 thôi. Nguyên set nguyên bộ này luôn 40.000. Mi ơi, Mi à. Ủa nó đi với chú rồi phải không? Bộ này Mi cái mặt đẹp nè, nguyên bộ luôn nè. Không.
Nè chị nào mua thì Thanh bán luôn, mà không mua thì Thanh để cho con Thanh mặc luôn. 40 ngàn nha, chọn bộ luôn. Đây nè. Đó, bộ này 40 ngàn, bé khoảng 20-25kg đổ lại nha. Sale cho mấy chị 40 luôn. Rồi cái dung này sale luôn 25 ngàn luôn mấy chị. Đó, 25 ngàn cái dung mấy chị. Cái dung bé khoảng 35kg nha. Cái dung này 35kg sale cho mấy chị luôn 25 ngàn. Đó, chị nào lấy chốt âm thanh luôn, dung 25k. Đó, dùm bé 25 ngàn. Rồi áo hoodie nè. Áo hoodie, rồi áo hoodie Thanh sale cho mấy chị nè, 45 ngàn mấy chị. Đây đây có cái áo dài mấy chị ơi. Đây có cái áo dài nè, sale cho mấy chị luôn 35 ngàn. 35 ngàn cái áo dài này Thanh tặng cho chị, mấy chị cái váy mặc chung với áo dài luôn ha. Trời cái áo dài này đẹp quá, có hình ngôi nhà đẹp quá nè. Đây áo dài nha mấy chị, áo dài 35 ngàn tặng luôn cho mấy chị cái váy nha. Thanh sẽ tặng kèm cho mấy chị cái váy để mấy chị mặc. Áo dài này là khoảng 40-45kg mấy chị. 40-45kg vừa nha. À, áo dài rất là đẹp mấy chị. Cái họa tiết nó đẹp quá trời luôn nè. 35 ngàn mấy chị, 35 ngàn Thanh sẽ tặng cho mấy chị kèm theo cái váy nha. Rồi lên giùm Thanh là áo dài nha. Áo dài 35 ngàn. Rồi áo hoodie. Áo hoodie nha mấy chị. Áo hoodie Thanh sale cho mấy chị luôn nè. 39 ngàn lộn, 39 ngàn nha. Áo hoodie nè, ở màu đỏ 39 ngàn. Rồi lên giùm Thanh là áo hoodie đỏ 39k. Thanh có màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu xám, màu hồng, màu tím. Ủa ai đậu xe trước? Có áo nỉ không? Đây áo nỉ đây. À, rồi màu đỏ, màu đỏ. Lên giùm Thanh là đỏ nha. Đỏ, đỏ, đỏ. Mới về đó, bộ đó mới về đó. Khách lấy rồi, sáng mấy bà kia lấy rồi. Về 5 bộ mà bán hết 4 bộ rồi. Áo dài đó 45kg đổ lại nha. Đây cái quần jean mấy chị. À, cái quần jean này là size khoảng 45kg đổ lại nè. 45kg đổ lại nha, quần jean là 45kg. Thanh sale cho mấy chị cái này 45 ngàn luôn. Rẻ mà chị mặc không vừa à. Cái này hàng nhỏ nhỏ không à, đâu có sai cỡ bà đâu. Cháu nè, sai hôm nay có 50 ngàn nè. Cái xe mấy? Con nhỏ đó, nhỏ cháu rồi nó nhiều ký. 60 ký mà hết cháu. Không vừa đâu. Không vừa. Đây cái quần nè. 45 ngàn nè. Rẻ hả? Ừ. Mặc vô. Rồi ok, hàng trần nè, áo hoodie nè. Lấy em thêm hai chai. Cái rồi ok. Nãy hả? Nãy hả? Sale đó, 40 ngàn thôi. Áo hoodie hai cái nè, hai cái một màu luôn hả cưng? Hai cái là một màu luôn hay là sao? Một màu luôn hay là hai cái hai màu? Cái máy thiệt có gì bực bội, cái máy dễ sợ luôn á trời.
túi chị đeo 25.000. Rồi lấy áo hết đi mà lấy một màu hay là hai màu nè, hàng thân gì nè. Cái bộ đồ đó mới về đó mà còn có một bộ đó, lấy đi. Ở trong phòng thử nó có một cây áo hoodie á, nó đủ màu á, cảnh lấy cái gì kìa. Đây bộ đồ này thanh sale cho mấy chị luôn nè, 29.000 thôi mấy chị. Bộ đùi. Má kia có mua được đâu. Chưa có. Giờ làm gì có nữa mà. Rồi cái này 29.000 bộ đùi nè. Bà hỏi gì vậy? Chút rồi đó. Đây 40-41. Rồi chân bả như chân dồi. 40 còn vừa. Rồi cái này thăm sale cho mấy chị luôn. Bộ đồ này 29.000 bộ phi bóng nha mấy chị. Bộ này 50kg vừa. Có áo sơ mi không em hả? Áo sơ mi nam hay sơ mi nữ? Trời ơi, cái gì hằng chân thân gì nè. Hỏi lấy màu nào không trả lời hết trơn trời. Hằng ơi là hằng. Lấy mấy màu hằng ơi? Đùi 29 nè, chút mai nè. Đùi 29 nè, bích ngọc nè. Đùi 29 nè, mai trần nè. Cái này là 50kg đổ lại nha mấy chị. 50kg đổ lại nha. Mấy chị cứ chốt đại mất công về không vừa á. Rồi 29 nè. Minh Nhật nè. Rồi bộ 29 anh còn màu cam đó nè. Sơ mi nữ tay dài em hết chị. Đây rồi, cái này còn màu cam nữa nè. Màu cam nữa nè, 29.000. 50kg đổ lại á mấy chị. Nha, 50kg đổ lại 29.000 luôn. Anh có màu cam nữa nè, chị nào lấy chốt Bình Thanh là màu cam nha, cam 29k. Lên Bình Thanh là 29k bộ màu cam, đùi cam 29.000. Áo sơ mi nam Thanh cũng hết luôn. Cỡ này là đồ nó hết nhiều lắm mấy chị. Cỡ này đồ hết nhiều lắm. Rồi Thanh hỏi em trả lời, Thanh lấy hai cái một màu luôn đi. Rồi có gì các anh nhân viên gọi chốt đơn thì chúng ta. Đây áo hot đi mấy chị. 39.000 cho mấy cục vàng luôn nè. Đó, giờ thăm sale luôn. Đó, 39.000 luôn mấy chị. Nha. Đó, chị nào lấy chốt âm thanh luôn màu hồng nha. Cái này là từ 55kg đổ lại, 55-57kg đổ lại. 30-35kg trở lên là mặc được hết mấy chị. Mấy cái form này nó rộng lắm nha. Mấy cái form này là form nó rộng rộng á. Rồi, lên âm thanh là hồng nha mấy chị. Áo hồng, áo hoodie màu hồng. 39.000. Áo bóc nam Thanh hết. Rồi cái này là màu kem nè. Rồi cái này màu tím nè. Áo bóc nam Thanh còn, nhưng mà áo bóc nam là size bao nhiêu ký? Nam trung niên hay là nam trẻ tuổi? Còn màu trắng nè. Rồi màu vàng nè. Cảnh vô bán không ơi. Đây màu vàng nè. Rồi màu xanh nè. Đó rồi màu xanh nè nha. Màu xanh nè. Áo xanh em treo trên. Áo xanh treo trên 130 đó chị. 130 đó nha Xuyên Ngọc ơi. Đó cái này Thanh có đủ màu nha. Màu hồng nè. Màu xanh nè. Màu xanh nha. Rồi màu vàng nè. Màu trắng nè. Màu tím nè. Màu kem. Đó, rồi màu đỏ. Chị nào lấy chốt âm thanh luôn 39 luôn nha mấy chị. 39.000.
1m67. Áo khoác nam có cái nào dưới đây không ta? Quần đùi nam còn nha. Đây quần đùi nam nè. Đó, quần đùi nam nha, quần đùi nam nè, 25.000 một cái luôn. 25.000 quần đùi nam thanh sale cho mấy chị 25.000. Nguyễn Quyên Thanh không biết là đơn Nguyễn Quyên có đi được không nữa nè. Để chị Thanh coi thử nha. Rồi chị chốt cái cưng này. Một hồng một kem. Chị sợ là bây giờ giao hàng tiết kiệm nó không nhận đơn á. Quần đùi size lớn rồi, ok chị, em sẽ lấy là như vậy này nha. Đó, em sẽ lấy bốn cái bốn màu vậy đó. Ok chị Xuyên Ngọc nè. Em xem lại áo chị vừa đưa lên nha, em vừa vào rồi. Diệp Nguyễn đợi chị xíu nha. Hotty 39 Nguyễn Thị Hoa. Hotty 39 Nguyễn Thị Hoa lấy màu gì vậy? Nguyễn Thị Hoa lấy màu gì Hoa ơi? Rồi bốn cái nè. Cái bọc mỏ làm gì á? Bốn cái nè của hot đi lấy màu gì Hoa ơi? Rồi Nguyễn Thị Hoa nè. Ối lộn, cái gì của Song Thiên nè, màu trắng. Rồi ok, Hoa màu trắng nè. Rồi áo hot đi tâm sale cho mấy chị có 39.000 thôi nha. 39.000 thôi. Đây quần đùi mấy chị. Quần đùi màu, ố quần đùi này còn ở chỗn không? Coi thử ai còn để gì biết đường gì chốt coi. Rồi Thanh hết màu đen rồi, Thanh còn màu xanh thôi mấy chị nha, màu xanh với màu than thôi. Đây quần đùi Thanh còn màu than với màu xanh thôi nha mấy chị. Hết màu đen rồi. Đó Thanh còn 3 cái này nè. Ở thân còn có 3 cái thôi nha. Thanh bán 25.000 là rẻ bèo luôn á mấy chị. Rẻ bèo luôn, người ta bán cái 35.000, Thanh bán cho mấy chị có 25.000 thôi. Tím ok chị. Màu này là màu tím, mà tím than á. Quần đùi kaki còn nha Thanh Hương ơi. Hãy cho diện cái áo khoác buông và hai túi luôn à cảnh. Đây quần kaki còn nè. Nè quần này cũng 25.000 luôn, nhưng mà cái này cỡ 60kg đổ lại thôi nha. Đây đưa cái bọc quần xuống đây. Rồi còn đây nữa nè. Con cái màu riêu gì thảy lên chỏn á. Nó màu xám. Đưa đây, đưa xuống. Đưa một cái thôi con ơi. Đùi 25 màu đen còn một cái nè, chúc cho Ngọc nè.
Quỳnh ơi, có cái gỗ dây áo ngực con bữa giờ để ngoài này luôn á hả? Bích Ngọc ơi, Thanh lấy cái màu đen rồi, có màu đen á. Thanh có màu đen nha. À, quần đùi, 75kg là có cái này nè chị, có cái này là vừa nè. 70-75kg là cái này vừa nè nha, cái thun này nó vừa nè, còn cái kaki này là không vừa. À, Bích Ngọc ơi, chị Thanh lấy cái màu đen nha cưng, ơi có còn cái màu đen chị xả của khách á. Đây cái kaki này Thanh còn 3 cái mấy chị. Nha, quần đùi kaki nè, quần đùi kaki Thanh còn cái nhỏ thôi. Còn size nhỏ thôi, hết size lớn rồi. Rồi áo khoác nam. Áo khoác nam là 85.000 nha mấy chị. 85.000, 70-75kg vừa nè. Một cái 160 Thanh sale cho mấy chị 85.000 luôn. À, chốt chị hai quần đùi 75kg. Rồi ok chị Mai Trần nè. Lấy hai cái kaki 60kg. Áo khoác nha em tím. À, áo này á hả? Rồi tím, đưa lại cho dì con cái quần màu tím này. Cái quần của chị Cẩm Hằng á. À. Rồi bỏ vô, đưa cái giấy lại. Rồi bỏ giấy này vô. Hai cái kaki. Rồi ok cúc lê. Kaki loại tốt hả? Kaki loại tốt là bây giờ Thanh còn số lớn rồi nha, còn số lớn à. Đây áo khoác 85.000 nha mấy chị, 85.000. Áo hoodie dành cho bao nhiêu ký hả? Áo hoodie là từ 35kg trở lên nha, áo hoodie là 35kg trở lên vừa. Rồi áo khoác hồi nãy chị đòi hỏi áo khoác nè. 85.000 nha mấy chị, áo khoác 85.000. Cái này là 100 mấy, Thanh sale cho mấy chị cho 85.000 thôi. Rồi lên thì Thanh là áo khoác 85k nha. Rồi cái quần này Thanh còn một cái ống rộng mấy chị, sale cho mấy chị luôn, cái này 35.000. 35.000 lên thành Thanh luôn ha. Là quần đùi cho anh hết. Hết rồi phải không? Chốt quần đùi cho chị chưa em? Dạ em chốt rồi, mà chị cho em số điện thoại chưa? Cho coi áo Mima của Nam 50kg. Cho coi đồ Mima Nam, Nam Mima hết rồi. Cái quần này 35.000 mấy chị, 35.000 quần ống rộng nha. Lên thành Thanh là quần ống rộng 35.000. Ống rộng 35, ống rộng 35. Rồi bộ này 29.000 mấy chị. Dạ, rồi em thấy rồi, em cảm ơn chị. 29.000, bưng cái bình bông để qua đây luôn đi Cảnh. Dạ, ấy rồi bưng qua đây rồi em. Xu nó ra cái nè. Gồm cái đó cái ghẻ ra gọn gọn đây đi. Rồi đây cái bộ đồ này 29.000 mấy chị. Bộ này là 45-50kg đổ lại nha, sale cho mấy chị luôn 29.000. Bộ pyjama phi bóng. Ở mấy chị lên dùm Thanh là bộ 29k mấy chị. Mặc rất là đẹp nha mấy chị. Ở nhà mà cho nó mát mấy chị nha. Rồi chị nào lấy chốt Thanh luôn. Bộ xanh 29k, xanh 29k 50kg đổ lại nha. Cái này là 50kg đổ lại nha mấy chị. Bộ đùi Thanh toàn có mấy bộ thôi là hết rồi. À, chị nào lấy chốt Thanh luôn. Bộ xanh 29.000. Đùi xanh, pyjama đùi. Mấy chị để ý Thanh đọc cái số ký nha mấy chị. Rồi ok cảm ơn chị. Bộ xanh là Mai Trần. Mấy chị để ý đọc Thanh nói số ký nha mấy chị ơi. Để ý Thanh nói số ký cho mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt xanh giùm Thanh luôn ha.
xanh 29, xanh 29 nha. Và kaki màu màu tốt 80. Có quần dài không? Có quần dài đợi thêm xíu. 80 kg hả? 80 kg quần kaki mà cỡ chú thôi. Rồi bộ xanh chị nào lấy chú không tha luôn á, xanh 29.000. Dài đợi thêm xíu nha. Đây quần kaki tốt nè. Gì mà nội nó đi đâu nữa là nấu đá nè. Đây nè, đó cái quần kaki này 85.000. 85.000 nha, 85.000. Cái này là loại bự cản luôn nè, 80 kg luôn nè chị. Đó, 80 kg luôn là quần kaki nha. Đi tới đâu rồi? Náo đá hay gì á. Đó, quần kaki này nha, quần kaki nè, 80 kg luôn á. 85.000, 85.000. Rồi cái áo này sale cho mấy chị 25.000 nè. Cho em coi quần nữ sau lưng chị 55 kg. Quần ở sau là nó có nhiều loại lắm cưng. Quần tây, quần đủ loại quần hết trơn á. Có áo nam tay dài. Không hết rồi. Cái áo sơ mi này là 45-50 kg nha mấy chị. 50 kg đổ lại tâm sale cho mấy chị. Cái áo này 25.000 thôi. Áo sơ mi nữ nè 25.000, 25.000. Ở cái áo sơ mi 25k cực vàng nào lấy chỗ Công Thanh luôn ha. Thi ma quần dài em đợi, em đợi Thanh xíu, Thanh móc lên từ từ mấy chị nha, nó tới từ từ. Thanh sẽ lên từ từ mấy chị. Mi ma tay dài để coi nó nằm ở chỗ nào, không nhớ nằm chỗ nào nữa nè. Rồi sơ mi 25 ok Thảo nè. Lấy cho em 5 cái. Chị lấy em đôi dép bánh mì size 36. Size 36 mà màu gì liễu? Size 36 màu gì cưng? Sơ mi 25 nè, ok hồng thảo nè. Đâu hết trơn rồi. Là vải sơ mi là vải von nha. Quỳnh ơi, ôi là trời, mấy cái đứa này. Cảnh ơi, lấy cái gì thêm cái trời, nó chạy hết trơn, không đứa nào cũng chạy hết trơn, không có một đứa ở đây nữa. Lấy cái này thêm cái một màu nữa, cái này 4 cái rồi nè. Thêm màu khác màu này nữa. Bánh mì mà cũng lấy màu gì đây nè, Liễu ơi. À, quần kaki nam cái gì? Quần đó là nam á chị. Quần đó là nam á. Liễu Nguyễn, bánh mì là bánh mì màu đen rồi, ok. Quần này là quần nam nha, quần nam với nó một vàng. Đây. Đó, quần kaki nè. Đó,
quần kaki nha, quần kaki nè. Cái này là 70-80 kg vừa nha mấy chị, quần kaki 85.000. 85.000 nha, 85.000 một cái. Rồi con qua con bỏ cho gì đi, bỏ cho gì xong rồi con coi có số điện thoại chưa, gì cũng quên nữa. Dạ cái này là vải kaki á chị. Đó cũng nó không có phải cứng ngắc nha, nó mềm mềm á. Chị có loại đầm loại tốt, có bán đầm loại tốt, có chứ, đầm 300-400-600-700 chị đều có. Bỏ cái quần này vô trong cái quần này dùm gì coi. Coi có số điện thoại chưa. Ờ à, đây nè, vô đây nè. Ờ à, có số điện thoại chưa. Thanh Hương ơi, cho chị số điện thoại đi Thanh Hương. Chốt chị hai cái hai màu, ok chị. Kiểm tra quất nhiều nhiều vậy đó. Đây cái bộ đồ satin mấy chị ơi, bộ đồ satin nha, bộ đồ satin này Thanh sale cho mấy cục vàng luôn nè. À, đẹp chưa, màu xanh dương nha. Bộ này sale cho mấy chị 60 thôi, 60.000 bộ màu xanh dương. Dạ đưa số điện thoại bỏ vô bọc đó làm gì kìa. Rồi ok Lan nè, xong chưa. Bộ đồ này 100 mấy. 100 mấy giờ tâm bán. Bộ 120 giờ bán 60.000. Trời ơi giảm 60%. Lan ơi, bộ này chắc khoảng 40 mấy ký thôi nha, được không? 90. Rồi cái bộ này, bộ này là quần trắng, túi hồng đeo nhiêu, túi này đang sale có 25.000. Đây bộ này là bộ quần đen áo trắng nha mấy chị, bộ quần đen áo trắng này đang sale cho mấy chị bộ này 50.000 luôn, 50.000 luôn ha, bộ đen trắng. Bộ quần đen áo trắng đó, rất là đẹp luôn. Bộ này cũng là 50 kg đổ lại luôn nha, 50 kg đổ lại Thanh sale cho mấy chị bộ này 50. Bộ này cũng bộ satin luôn. Áo ngực chị còn 35k, hay mẫu 45k. Còn nghe Trung Nguyễn ơi, còn nha. Cái túi Thanh đeo 25.000. À, rồi ok chị nè. À, chị Nguyễn Lan 55 kg. Ừ 55 kg là 55 kg, cao mét mấy? Dạ đúng rồi, bộ đó 130 đó chị. Em cũng bán 130 nhưng mà em sale đó chị. 55 kg mà cao 1 mét mấy. Rồi bộ này sale 50. Cái mẫu nào? Cái đó hết size cái gì rồi. À, bộ này 50.000 nha. 50.000. Lên em coi mấy cái quần của mẹ đi chị. Đợi chị xíu. 1m6. 1m6 là 55 kg vừa đó chị. Tưởng 1m5 thì không vừa, nhưng 1m6 là vừa đó. 1m6 là vừa đó nha chị Nguyễn Lan ơi. Rồi cái bộ đồ này Thanh cũng sale 60.000 luôn. Bộ này là 60 kg nè.
Bộ này 60kg sale cho mấy chị 60.000 luôn. Bộ satin luôn. Đó, sale cho mấy chị cái này 60.000 luôn. Bộ satin nè, 60kg 60.000 nè. Đó, lên giùm Thanh luôn ha, 60kg 60.000. 1m6 là mặc được. Tại vì cái bộ đó Thanh đó, Thanh 1m5 là Thanh mặc hơi chật. Mà 1m6 cao là mặc được. Rồi bộ này 60 nha. Bộ này 60 nè, bộ màu xanh nha, màu xanh 60. Rồi satin 60 ok chừng ly. Ủa hồi nãy đời là cõi tạm là của cưng luôn hả Ly? Đây rồi bộ này. Bộ này 60.000 luôn. Satin màu xanh tiểu thư nha mấy chị. À, bộ này là 55kg đổ lại nè. 55kg đổ lại nha, bộ màu xanh là đẹp chưa? À, bộ này 60.000 luôn, 60.000 nha. Bộ satin là satin màu xanh. Cho em coi trắng sau lưng. Cho em coi trắng sau lưng chị. Trắng sau lưng chị là cái gì trời? Là cái nào? Đó, bộ xanh 60 nè, 55kg nè. Lan ơi, mấy bộ này đẹp quá. Mấy bộ này bộ satin nè. Rồi lên giùm Thanh luôn, 55kg. Màu xanh 60.000. Rồi đây bộ màu cam nè. Đây cái quần này có phối lai rất là đẹp luôn. Tay dài, bộ tay dài nè. Bộ tay dài nha, cũng 50-55kg 60.000 luôn. Bộ này Thanh sale cho mấy chị 60.000 đẹp quá trời mấy chị, bộ tay dài. Tay dài 60 lên giùm Thanh là bộ tay dài 60 mấy chị. Đó, lên giùm Thanh là tay dài 60 nè. Áo trắng xanh treo ở trên. Áo đó 130 đó Phạm Thống ơi. Áo đó 130 nha. Rồi bộ màu hồng mấy chị. Hồng này 55kg đổ lại luôn. 55kg đổ lại Thanh sale luôn. Bộ này cũng 60.000 luôn. Bây giờ Thanh sale cho mấy chị 50.000 luôn nè. My ơi, mẹ cho bộ đồ này nè, mặc vừa không? Thử đi. À, rồi Thanh sale 50 luôn mấy chị, 50.000 luôn nha, màu hồng nè. Bộ màu hồng 55kg 50.000. Rồi bộ màu xanh là 50.000. Mẹ đựng tiền đỡ nè. À, rồi bộ này Thanh sale luôn 50.000 luôn mấy chị. Rồi màu nu nè. Màu hồng, màu nu, màu xanh. Không thích thì bỏ vô cho mẹ, đưa cái quần lại đây. Rồi bộ này 60.000 mấy chị nha, 60.000 bộ màu vàng tay dài. 55kg nha mấy chị, 55kg bộ vàng tay dài, lên hình thành là bộ vàng tay dài nha. Vàng tay dài 55kg 60.000. Mỗi bộ là Thanh có nói giá nha mấy chị. Hồng nè. Bộ này sale cho mấy chị luôn 35.000. Bộ này là bộ phi bóng. Nha, cái này là phi bóng. 35.000. Vàng tay dài 60. Ok Lan nè. Rồi bộ phi bóng này thì Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000. Phi bóng 35 mấy chị lên làm Thanh là phi bóng 35 nha. Bộ phi bóng này 35.000. Vàng tay dài hết. Phi 35 ok Bích Ngọc. Vàng chốt cho Nguyễn Lan rồi nha. Thank you.
rồi cái bộ màu cái này 50.000 luôn. Ố bộ này 60.000 với lột, 60.000 mấy chị. 60.000 nha, bộ này là bộ mango. 50-55 kg, bộ này là bộ satin nó phối mango nha. Bộ satin nó phối mango nè, Thanh sale cho mấy chị luôn 60.000. Mấy chị lên Niềm Thanh là phối đi, bộ phối đi. Lên Niềm Thanh là mã phối nha, phối 60. Rồi, mã phối 60 mấy chị, phối 60 nha. Cái áo này Thanh sale cho mấy chị 10k mấy chị nha, bé 25 kg, 10k mấy chị. Rồi lên Niềm Thanh là bé 20-25 kg nè, 10k nè. Rồi cái này Thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn nè, còn có một cái thôi, bán rẻ cho mấy chị luôn 35.000 nha. Còn đúng một cái. Cái túi màu đỏ mấy chị, túi đỏ 35.000, lên Niềm Thanh là túi đỏ 35. Rồi ok, mango nè, 50-60 nè, Nguyễn Lan nè. Cái đó vậy được rồi đó cưng, đừng gói sát vô quá là đi nó đau. Bó sát vô trong cái chân là khi mà cưng nhấc cái giò cưng đi là cái quai hậu nó sẽ bị đau. Rồi cái túi này 35.000 mấy chị, 35.000 nha. Thanh còn một cái bán rẻ cho mấy chị luôn, túi 35. Có viết tầm tay có nha, áo bé 10 ok ha. Ví tầm tay có nha. Lấy cái gì cái ví tầm tay nãy luôn đi. Túi này hả? Túi này là 25.000 nè. À, cái gì tối đó. Túi này hả? Tôi lấy túi này hả? 25.000. Đây nè, cái ví tầm tay nè, chị Thanh sale 100.000 nè. Ví tầm tay nha, nó có hai ngăn. À túi 35 hả? Rồi ok, túi 35. Liễu nè. Ok, em được 3 bộ rồi đó. Đây cái áo dài nè, lấy cho Diện cái váy. Cái váy gì bỏ như trong cái xô ở trong nhà hả gì đó. Nè cái áo dài này sale 35.000 nè, 45 kg đổ lại nha. 45 kg đổ lại, Thanh sale cho mấy chị luôn. Trong cái xô, trong nhà có cái xô đỏ đỏ đó. Sát cái dày đó. À, áo dài mấy chị, áo dài cách tân nè. Thanh sẽ tặng kèm cho mấy chị cái váy. Nha, tặng kèm cho mấy chị cái váy luôn, 35.000. Lên Niềm Thanh là áo dài. Cái này Thanh sale cho mấy chị là 90.000 thôi. Cái bóp cầm tay nha. À bóp cầm tay nè, bên đây một ngăn nè, một cái thôi. Ừ rồi bên đây nữa nè, đó 90 nha, 90 ngàn. À, tặng em cái túi đi hả? Trời chị Thanh bán rẻ là tặng gì nữa em. Đây cái áo dài có cái váy luôn nè, đó, áo dài có váy luôn, Thanh sale cho mấy chị luôn 35.000, 35.000 cái áo dài. Túi em đang đeo của em bé đeo phải không? Đúng rồi, em bé thì em mượn em đeo ké chị. Em bán này mà tại em mượn em đeo em đựng tiền đỡ đi. Chốt
Đây áo hoodie nè. Áo hoodie này nó bự á Ly ơi. Áo hoodie này nó bự nha. Áo hoodie nè sale 39.000 cho mấy chị luôn nè. 39.000, 39.000. Đó, một cái 39.000, cái này là có người 55 kg, có người 50 kg, có người 60 kg. Nói chung là nó tùm lum số ký hết trơn. Dẹp hai túi cho thôi. Đó, lên giùm Thanh là áo hoodie màu đỏ nè. 39.000 nè. Rồi áo hoodie màu xanh nè. Màu xanh nè, 39.000 nè. Đây màu xanh nè. Xanh 39.000, xanh 39.000. Rồi Thanh có màu màu vàng, màu hồng, rồi màu đỏ đô, màu tím, đủ màu hết nha. Đây rồi màu xanh nè, màu hồng nè. Rồi màu kem nè. Màu vàng nè. Túi 25 ok Lan nè. Vậy em có bán không? Có bán với chị. Áo đỏ, áo xanh nè, ok em nè. Ok, áo đỏ, xanh, mỹ hồng nè. Cúc lê nè. Lấy áo hết đi đỏ chổng cho gì á Cảnh? Áo màu đỏ. Quần si hay mới? Quần si hay mới, em hỏi quần si hay quần xì? Quần ở sao á hả? Chị có áo hung lẻ đỏ, ok Trần Ly nè. Cái kia miền Tây đâu? Lý Trần Ly kìa. Không. Ôi trời ơi. Nói Trần Ly. Ở chổng hết rồi hả? Đúng rồi, cái này áo hoodie này là nam nữ mặc được mà. Nam nữ mặc được. Chị có áo thun loại thấp rút hai bên không? Không, không, cái đó chị hết rồi. Túi này Thanh đang sale nè, có 25.000 thôi. Cát tiền xanh với hồng, cát tiền cọc thì chị mới chốt cho em ha. Có đồ cho bé 20 kg. Đồ bé là bữa nay tạm thời chị hết rồi. Túi Thanh đang đeo là 25.000. Lấy cái túi bển về đi con. À, rồi cái này nè, cái nè, túi bé nè. Lấy cái túi bé nè. Rồi cái áo đỏ nè, áo đỏ nè, 39.000 mấy chị, đỏ 39 nè, đỏ áo hoodie đỏ 39.000. Susie ơi. Lấy nước cho mẹ uống ơi, lấy cái bình nước trong tủ lạnh đây. Rồi cái nón mình sale 10.000 mấy chị. Nón lên sale cho mấy chị, cái nón 10.000 luôn, chị nào lấy chốt âm thanh luôn, nón 10k, nón 10k nha. Đây nón bo lên sale cho mấy chị 10k. Lấy cho mẹ cũng phải lấy nhiều nhiều chứ có nhiêu đây mà lấy cái gì. Nhanh.
quần sau lưng hết rồi chị, hết rồi, quần sau lưng khách em mua hết rồi. Rồi nón 10k nè, ok cúc lê nè, nón Liễu Nguyễn nè. Mấy chị mua đồ mấy chị không để ý, không coi cái trang gì hết trơn á. Mấy chị phải, trước khi mấy chị vô mua đồ là mấy chị phải nhìn cái trang của người ta, coi người ta bán cái đồ gì. Bởi vì mấy chị hay bị lừa là vậy đó. Bị lừa là vậy đó mấy chị, cứ vô cái nhắm mắt cái mua đại rồi bị lừa là đúng rồi. Mấy chị trước khi á, mấy chị mua đồ là mấy chị phải theo dõi, phải coi cái trang của người ta là ừ cái trang đó, cái người đó bán cái gì cái gì, bán đồ mới hay đồ cũ. Cái mấy chị cứ thích là mua cái không cần biết là mới cũ hay gì á, cái trang nhiều khi cái trang đó mới tanh là nó vô nó lừa rồi, cái bắt đầu cứ vô mua đại. Ví dụ mấy chị hỏi đi, giờ đồ cũ nó nói đồ mới thì mấy chị cũng phải nghe đồ mới thôi đúng không? Đó, cho nên là mình mua đồ á, mình mua đồ là mình phải để ý cái trang của người ta, mình coi cái trang ở con nhỏ này nó bán đồ gì, nó bán đồ mới hay đồ cũ, nó bán đồ nó đàng hoàng hay nó lừa gạt hay gì đó, mình phải coi thứ làm sao. Áo khoác màu xanh, nón 10k, hai cái. Rồi ok em, là thêm cái nữa, thêm một cái nữa. Nón 10k, gì nói là nón 10k. Rồi ok, Chương Mến nè. Thanh bán đồ Thanh ít quạo luôn, nhưng mà mấy chị hả, Thanh ghét nhất vậy nè. Thanh ghét nhất là vô hỏi có miễn ship không, rồi đồ sida hay đồ mới. Thanh dị ứng cái đó dữ lắm mấy chị, biết là mấy chị hỏi cho rõ ràng, biết là mấy chị hỏi cho rõ ràng, nhưng mà mấy chị mua đồ á, mấy chị phải vô mấy chị coi cái trang của cái con này nè, cái thằng này nè, là nó bán đồ như thế nào. Không phải là bán đồ mà quạo hay khó khăn đâu mấy chị nha. Hỏi mấy có nhiều chị nói vậy nè, trời ơi à, em kêu cọc chị không cọc đâu, chị bị lừa rồi cho nên chị sợ rồi. Mấy chị lừa là mấy chị biết tại sao không? Mấy chị thấy nó like, trời ơi đồ đẹp, nó lấy đồ đẹp nó bán, nó đưa lên like nó bán cho mấy chị, nhưng mà khi nó gửi lên nó gửi đồ rẻ rách cho mấy chị nha. Còn Thanh á, đồ nào mà cũ là Thanh nói cũ, đồ nào mới là Thanh nói mới đó. Còn gửi đi mà mấy chị không ưng ý, mấy chị cứ trả hàng gì cho Thanh, trả tiền ship cho shipper là được thôi, không vấn đề gì hết đó. Còn mà hỏi vô cứ hỏi mua hai cái có miễn ship không, mua ba cái có miễn ship không, ghét mấy vụ đó. Bảo Ngân, ủa nãy giờ gì chốt nón cho ai vậy? Bảo Ngân hai túi bé nè, anh lấy hai túi hai màu nha. Rồi túi 25 ngàn nè. Nè gì đọc nè nha. Nón là Liễu Nguyễn có chưa? Rồi Cúc Lê, Bảo Ngân, Bích Châu. Nón là Bích Châu nè. Bích Châu hai cái phải không? Hai cái là 20 nè. Rồi Bảo Ngân một cái nè. Áo khoác màu xanh. Áo khoác màu xanh là gì chị? Là chị lấy cái này á hả? Là chị lấy cái này phải không chị? Túi một túi hồng đang đeo. Túi hồng đang đeo chị đặt. Trời, cái túi này độn như đây chị, tiền nó lòi ra. Túi đang đeo nè, màu hồng nha. Chương Mến nè, 25.000 nè. Vỏ hồng thảo hai cái nón phải không? Mấy cái? Rồi lấy thêm cái nữa đi, bỏ hồng thảo thêm cái nữa.
còn áo ngực còn nghe cưng còn nha. Thanh nói mấy chị nghe là Thanh bán đồ á, nhiều khi có những cái món đồ đó là nó hơi cũ, Thanh bán cho mấy chị là 5 món, 10 món, Thanh bán 11 món mà có 13 món mà có 100 ngàn hả mấy chị? 13 món đồ có 100 ngàn à. Đó, có nhiều chị á, là biết được là tiền nào của đó. Mình mua rẻ thì đồ nó tất nhiên nó không đẹp rồi. Đó, mình mua về cho con cái cháu mình mặc. Đó, còn có nhiều chị á hả, chê nói đồ cũ gì đó tùm lum hết trơn á. Đồ cũ thì Thanh nói ok, nếu không cảm thấy không đẹp thì trả về cho Thanh đi rồi Thanh sẽ đổi cho cái khác. Ủa, Thanh bán đồ Thanh dễ dữ lắm mấy chị nha, mà sao Thanh bán đồ Thanh dị ứng nhất á, mà mấy khách mà cứ vô hỏi đồ si hay đồ mới là Thanh không vui mấy chị, Thanh không thích. Tại sao mấy chị? Mấy chị không biết, mấy chị hỏi cũng đúng, nhưng mà Thanh nói với mấy chị nghe nè, ví dụ mấy chị đi ra ngoài chợ hoặc mấy chị đi ngang một cái shop đó, mấy chị hỏi, mấy chị đụng vô cái đó mấy chị hỏi ủa cái này là đồ mới hay đồ cũ em thì cũng được, còn cái này á mấy chị biết không, mình muốn mua like á, người ta bán đồ si á là người ta sẽ cái tên của người ta, cái shop của người ta sẽ là chuyên đồ si đồ này nọ, còn cái shop của Thanh dần dần ta chuyên bán sỉ và lẻ á, mà đi vô hỏi đồ si hay đồ mới thì có Thanh dị ứng cái đó dữ trời. Rồi ai mà hỏi Thanh phi ship miễn ship không là Thanh không thèm trả lời luôn á mấy chị, không thèm trả lời luôn á. Máy nó đứng luôn rồi, giận quá, cái máy nó đứng luôn rồi mấy chị. Thì cái điên đó, cái con quỷ cái mà kiosk Việt lại đây chắc chửi cái mẹ nó luôn á. Rồi tới cái gì đây, like tới cái gì nó đây, bộ này bán rẻ cho mấy chị luôn nè. Bán rẻ quá cũng sợ đồ dởm. Bán mắc á thì nói đồ con nhỏ này bán mắc quá không ai mua. Rồi lấy thêm chị một cái nón nữa nè. Có áo khoác bé trai không chị? Áo khoác bé trai con. Đây áo khoác bé trai nè. Nè cưng áo khoác bé trai nè. Đó, cái này chị Thanh sale nè, 49 ngàn thôi. Ở áo khoác bé trai nè, 49 ngàn nha, khoác bé trai, khách lại lấy hả? Đợi cái đi, con nhắn cho nó cái cảnh mới có 8 giờ mà mấy à, nói gì là biết rồi. À đó, cái này cưng, cái này là dù hai lớp nha. Dù hai lớp, cái này là bé khoảng 35-40 kg đổ lại thôi. Cái này khoảng 35-40 kg nha. Thanh sale cái này 49 ngàn thôi anh Kim. À, bữa em chốt cái gì không thấy gọi tiền xu. Chốt mà không thấy gọi là một là mình chưa đủ đơn, hai là gọi cho mình không được, ba là khả năng nhận hàng của mình bị kém, cho nên là không có chốt cho được thôi. Đó, một nè, cái trường hợp mà mấy chị mua mà Thanh không có chốt, không có gọi nha, thấy không có hồi âm của shop, là một là mấy chị mua không đủ đơn nè, mua một món mà để 2-3 ngày nè, rồi hai là mấy chị mua hàng á mà gọi điện không nghe nè. Đó, ba là mấy chị cái khả năng nhận hàng của mấy chị thấp, có 60-80% là Thanh không gửi mấy chị, tại vì gửi cho mấy chị là toàn bị bom hàng không, mà cho nên là chị nào mà khả năng nhận hàng thấp là Thanh không gửi nha mấy chị. Đó, áo này Thanh sale cho mấy chị 49 ngàn, áo khoác dù hai lớp 40 kg, 35-40 kg cho bé nha, bé từ 30 kg tới 45 kg, nhỏ em có 24 kg, ốm mà cao mà vừa không, cái này là mặt dừa đó anh Kim ơi, cái đó là dừa đó cưng, cái đó là dừa đó cục vàng. Chị Thanh ơi, Tết rồi lên đầm đi hả? À, Thanh Hương ơi, đầm chắc là chị Thanh sẽ cho nhân viên chị Thanh chụp gửi cho cưng coi nha. Đây đầm nè, đầm thì ủa trời ơi chưa cái quay màn hình lại nữa mà đây đầm này đó, đầm chị Thanh có rất là nhiều,
nhiều lắm chị Thanh, treo là treo không có hết đâu. Ở nhiều mẫu lắm, nhưng mà Tết, nhưng mà qua Messenger đi, qua Messenger đi rồi Thanh sẽ cho nhân viên Thanh chụp mẫu gửi cho nha. Rồi ok anh Kim nè. À, anh Kim là khách là mua của Thanh là biết bao nhiêu năm rồi đó, mua khách mối khách quen của Thanh là mua biết bao nhiêu năm rồi đó. Rồi cái bộ đồ này Thanh sale cho mấy chị nè. Đó, bộ này sale cho mấy chị 20.000 thôi mấy chị, 3 bộ 50. Rồi mấy chị lên giùm Thanh luôn ha, 3 bộ 50.000. Bộ này là 45kg, bộ này là bộ KT nha. Ủa tên gì không có hả? Cảnh hả? Trâm Anh hả? Có nói lại lấy không? À, bộ này Thanh sale bộ này là bộ KT nha mấy chị. Bộ này là vải KT nha, vải KT. Thanh sale cho mấy chị luôn. Con nhắn nó chưa? Ở bộ KT Thanh sale cho mấy chị luôn, 3 bộ 50 nha. Bộ này khoảng 45kg đổ lại nha, 45kg đổ lại. Áo khoác nhỏ là giờ chị Thanh còn màu đó thôi. Chị cái áo đen sau lưng bao nhiêu? 150. Bật cái đèn lên. Vô bật cái đèn nó lên. Đây 3 bộ 50.000 sale cho mấy chị luôn. Còn đồ bộ tôn, đây đồ bộ tôn, đây đồ bộ tôn hồi nãy Thanh mới nha. Đây Thanh Hoàng ơi, mua ghế hết tiền. Mua ghế hết tiền không dám xem luôn hả? Tại vì chị Thanh sale là sale quanh năm luôn á, cho nên là chị nào mà vô mua rồi là ghiền ghiền. À, cái này Thanh sale nè. Ừ, bữa nay con nhắn dễ gì nó đọc, tất tay nó đi ăn tất niên hết trơn rồi. À, rồi bộ đồ tôn nè, bộ tôn nè Trần Thanh Hoàng ơi, 130. À, bộ 49 nè, 140059 120. Ủa cảnh này tiền xu á, tiền xu là cái đơn của tiền xu làm sao mà tiền xu á. Ừ á, mấy chị á, biết sao không, bây giờ thời điểm này á là chạy nước rút, shipper nó không biết là nó sẽ ngưng nhận hàng lúc nào, cho nên á là bộ đó có số không. Bộ này là 70kg á, bộ này 70kg nha, bộ này là 70kg nè. Tiền xu hả? Tiền xu ơi, cố nhân của chị. Sao em vô em ám chị hoài vậy cưng? Em vô em ám chị hoài, em ru bi bi rồi giờ em tới tiền xu nữa, giờ không biết em tới cái gì nữa. Không biết tới em tới cái gì nữa. Em thích phá chị lắm hay gì trời. Bộ này là số lớn nè, số lớn nha, chị đang không vui á em, chị đang không vui đó mà em cứ vô em phá chị hoài vậy. Em hết ruby vi rồi cái gì đó hả, 3-4 cái nít rồi không chị. Thun đó là thun xịn mà, đây nè, bên cái xào ở ngoài kìa chị, cái xào ở ngoài mình đang sale á. Sao em cứ tạo nít này nít kia vô em phá chị hoài chi vậy cưng hả, phá chị hoài chi vậy. Chị Hàng đang không vui đó. Để đi đợi Thanh coi cái máy nó đứng luôn rồi nè. Mấy chị thấy cái máy nó đứng luôn nè. Đó, nó đứng cái máy in luôn rồi, làm sao in ra được.
đợi thanh xíu, đợi trong giây lát. Tiền xu là ai biết không? Ruby V á. Trời ơi, nó ám mình hoài luôn á trời. Còn bộ tay dài, hai bộ tôn 49 nè, ok nè Hoa nè. Lóc đi. Áo dài không chị nữa chứ. Trời ơi, lóc cái nào nó lấy cái khác, lóc cái này cái nó lấy cái khác. Cái bộ này Thanh còn có một màu thôi nha. 60kg trở lại không, cái bộ này bự lắm. Bộ này bự lắm. Bộ này là có một màu một thôi nha, có một màu một lấy hai bộ luôn phải không Hoa ơi? Nó tạo nick này, nó tạo nick kia, nó vô, nó hỏi chị sao không chốt đơn, không thấy gọi điện chốt đơn em. Chị thấy em, chị sợ muốn chết mẹ chị luôn vậy đó. Em kêu chị chốt đơn cho em nữa. Chị là chị té nghĩ, chị không có chửi đó nha. Chị hạn chế, chị bờ tu cái mỏ đó, chị lại, chị không có chửi đó. Mà em cứ vô em phá chị hoài, Tết nhất em muốn ăn Tết yên ổn không? Bao nhiêu bộ? Bộ 49.000, bộ tôn bộ 49.000, bộ tôn 70kg đổ lại, lên bộ phi bóng nào? Đi em, nửa đi em hả? Dạ. Ấn tượng lắm mà, nhớ chưa ra? Ủa Cảnh ơi, rồi cái đơn của cái gì đó, mã gì đó gửi chưa? Chưa. Có số mà. Có số trên cái đó luôn mà. Nè, cái này mã nữa nè. Dép 35 gì nữa nè. Để cho bả nè. Đây nè, cái bọc này nè. Là khách mua mà shipper không nhận nè mấy chị. Hết rồi, cái bộ tôn nó thanh hết rồi. Cái này là khách mua mà shipper nó ngưng nhận rồi, mấy chị nó ngưng nhận hàng rồi. Đó, cho nên giờ muốn mua Thanh cũng không gửi được nữa. Ở khách này là không có bom hàng, không có gì đó, là khách quen luôn. Mà có cái là giờ shipper cái tuyến hàng đó, cái tỉnh đó là shipper nó đã ngưng nhận, tại vì cái kho hàng nó quá tải rồi, hàng nhiều quá nó phát không kịp. Nếu nó nhận hàng của mình nữa là nó sẽ đi giao không kịp trong Tết. Cho nên là nó ngưng nhận hàng mấy chị. Đó, nên giờ mấy chị á hả, thích mua thì mấy chị cứ đi đơn đi, mấy chị cứ sợ tường ship, mấy chị cứ bắt lu. Bình thường á ra viên á mấy chị muốn lưu nhiêu Thanh lưu cho. Còn giờ cận Tết là lưu không có được. Đôi này 45.000 size 43 nè. Đó, giờ người ta muốn mua đồ Tết cho con người ta mặc, cho chồng người ta mang. 120. Ừ. Có tôn 4 mấy 50 kg không? 4 mấy 50 kg chị Thanh hết rồi. Đôi này Thanh sale cho mấy chị nè, 45.000. Chị ơi, chị ham sale, chi sale thì nó nghiêng là chị hồi xào nó sale chị mới đi không, sale 120 thì giảm cũng 10.000 20.000 thôi, chứ chị muốn rẻ nữa nó giải nó xấu nó không đẹp. À không, cái đó 120 thì mấy cái này 130 140 thì em bán cho chị có 130 chứ nhiêu. Đôi này size 43, cái 130 rồi. Cái này số 43 nha mấy chị, 43 sale cho mấy chị 45.000. Quần riêng suông Thanh có nha. Quần riêng suông 20kg. À, riêng suông 20kg cho bé là không có hết rồi. Rồi cái đôi này bán cho mấy chị 35.000 luôn nè. 35.000 size 27. Định luôn 3 cái này như bây giờ vậy. Không, em giá nào một giá một à, không có bớt nữa chị, em đã giảm rồi em không có bớt nữa đâu. Tại vì cái này là ở ngoài là nè, cứ nói thì ở ngoài, tại trong đây nó chật quá em mới bưng ra ngoài đó để ngoài đó chứ là đã giảm rồi, cháu đó cũng 130 140. Cái form nó phong đại mà. Rồi bây giờ ba cái làm gì? Tổng tiền tính tiền cho cô cái có. Rồi cái này size 27 nè, 35.000. Hai cái 120 với một cái 130. Mấy, cái bông đó không có đụng vô nha, đụng vô là chết rồi. Trời, 370 nó cộng 730 luôn, tôi chạy luôn 8 cái số giờ.
quá. 730 hả? 730. Sao 730? Ủa 370. Là trời, bà mới nói tính 730 chắc tôi chạy 80 số nó không bài 730 nữa. Trời ơi là trời. Lại lính này luôn rồi đó. Lính này lại học chữ to rồi bấm cho hết ghim đi. Rồi đi rồi đạp. Rồi cái đôi này size 27 nha. 350 được không? Không chị, 1000 em cũng không bớt được nữa. Quần riêng mà lưng thun mà ống le le. Bà này bà thích bằng lưng thun mà bà lưng dưa kéo là bà không bằng cái nào hết chứ bà bỏ không à. Le le là không có lưng thun rồi. Còn không thì ôm ôm mà ôm cũng được. Nhưng mà lưng thun đó. Ông dạng quần ống xuông á đó. Mềm á trển á. Bữa mới lấy về mấy tay mà năm đó. Bây giờ ráng bán hết rồi. À, vậy là chắc tôi phải xài lấy cái xài hơi lớn lớn đi, tại vì nó nhỏ con quá mà. Đúng rồi, nhỏ con. À, dép xài 43 ok liễu nè. Mai không dám cân nữa. Thôi mà đừng có nói giảm cân với mẹ nữa. Giảm cân mà thèm chạy sữa hoài chứ mẹ luôn. Uống chạy sữa hoài sao giảm cân được. À. Áo nỉ lấy cho em 10 cái màu tối. Ok em, chị lấy vô cân 10 cái ha. Phía sau chị bộ bé. Không, phía sau không phải bộ bé, phía sau là không, ở đây khách sĩ lấy rồi, không bán nữa. Bán toàn là chê không mệt, không bán nữa. Nè, bán 10 món, 13 món 100, 14 món 100, 6 món, 7 món, 8 món, 9 món 50.000. Đi chê không, không bán nữa, ghét không bán nữa mấy chị. Có nhiều chị là thích nhưng mà có nhiều chị về không có biết. Chứ chê không mà thanh ghét thanh không bán nữa. Con vô con thử cho con hỏi chị đó có chỗ nào thử được. Hôm bữa mình vừa ý. Ồ mà giờ hết rồi. Màu tối là giờ chị Thanh lấy cho cưng là màu đỏ nè, màu đỏ đô đi. Nè My Hương ơi, giờ chị Thanh có màu hồng nè. Chị Thanh lên cho cưng coi màu hồng nè nha. Rồi màu vàng nè. Màu kem nè. Rồi màu đỏ nè. Rồi màu xanh nè. Rồi màu đỏ đô nè. Vô phòng thử lấy cái gì áo hết đi màu xám con. Rồi màu trắng nè. Đó chị đưa màu cho cưng lên coi á. Em mua để dành cho bé mặc đó hả? Ừ. Cái này chị Thanh cũng sắp hết hàng rồi. Sau bộ bé hả? Đúng rồi, sau là đồ bé. Màu xám. Có màu hồng rồi. Có màu hồng rồi. Có mặc quần thun đi con. Quần quần này nè. Quần quần ống rộng mà màu đen với màu xám đó con. Mẫu mới bây giờ đó. Không thì cái đó mấy đứa nít mặc mà. Chứ người lớn nào mặc cái ống đó. Bây giờ mua đen mấy đứa nít nữa mặc cái đó đó. Đó mẫu này mẫu mới nè con. Có màu xám nữa. Thì con mặc được. Mặt là nó bị là cô chỉ chết mẹ luôn. Mình đi chơi nè. Lấy 10 cái có màu đen nữa nha. Hết màu đen rồi. Chị hết màu đen rồi. 360 đi. Bớt chị 10.000 uống cà phê đi ha. Cho vui thôi. Có em lời meo lắm. 360, 400 nè chị. Cái gì con? Rồi. Rồi cái đó của em bé đó. Dạ em cảm ơn chị. Cái đó bé thỏ mặc đâu vừa đâu. Đó vừa á. Tao ngồi áo con ấy chưa? Dạ. Thôi chị lấy đủ màu cho em đi. Nó con nít thì nó mặc mấy, nó còn nhỏ nó mặc mấy cái này đẹp nè Hương. Màu đen mà đặc biệt là chiếc này về 2 3 4 5 6 7. Đó, chị lấy đủ màu cho em luôn. Nè cổ cổ cái gì Quỳnh ơi. Còn màu gì ở trong chưa có ta? Ở trong mình thử thôi. Ừ. Rồi 10 cái rồi thôi cột đi con ơi. 10 cái lấy cái bọc đen bỏ vô đi của My Hương. Mười cái.
Rồi đôi này Thanh sale cho mấy chị luôn nè, đôi này size 29 nha. Size 29 đôi này Thanh sale 35.000 cho mấy chị luôn nè. 29 35 nha mấy chị, 29 35 lên đồng Thanh luôn ha, 29 35.000. Đôi dép bé size 29 35.000. Có dép nam. Dép nam có nha cưng. Dép nam mà loại xịn đó, loại thường. Hai chín ba lăm ok. Mi Nguyễn, Mi Nguyễn lên số điện thoại. Mi Nguyễn ơi, Mi Nguyễn lên số điện thoại Đình Thanh luôn. Cảnh này ở trển có đồ phi bóng ở trển không? Phi bóng quân gạo á, thấy cái gì mấy ấy. Cái đôi này Thanh sale cho mấy chị 45.000. Quỳnh ơi lấy cho dì đôi bánh mì màu đen xe 36 thôi con. Rồi đôi này 45.000 nha. Quần mẹ nào đẹp hả? Ái ơi lại lựa luôn đi cưng. Quần dài á. Chị chắc qua tuần sau là chị nghỉ Tết rồi đó cưng. Tuần sau là chị nghỉ Tết rồi. Tại vì bên shipper nó ủa được mẹ rồi. Bên shipper nó cũng giảm nhận đơn rồi. Nó nhà giảm nhận đơn á, có những khu vực á, những tỉnh á nó ngưng nhận đơn á, cho nên là chị giờ like gửi cũng không được, cho nên là chị cũng nghỉ Tết sớm luôn. Đôi em được. Đợi em lên đồ bộ lâu quá. Hết hả? Đây bộ này 35.000 nè. Bộ phi bóng nha. Bộ phi bóng 35.000. Bộ này khoảng 45kg thôi nha mấy chị, 45kg thôi nha. 45-47kg á, 45-46-47kg á. Áo đen trắng ở trên hả là 150. Hôm qua có chốt đơn cho chị. Không để chị biết, không gọi chốt hàng. Chị trời ơi mới nhắc chị cái sột luôn. Chị cho em số điện thoại lại, em mất tiêu cái số điện thoại chị. Cái vỏ chị đang đeo trên người đó, lấy cho em 2-3 cái gì đó về cho mấy đứa con nít hàng xóm. Ok em yêu nè, tội nghiệp con thương cục vàng của ngày. Có ngày mua cho con người ta không à. Tệ đi cho đi rồi mình sẽ nhận lại. 2-3 cái là 5 cái hay là mấy cái? Không biết nha, 2-3 cái thì chị cộng lại là thành 5 cái. Thôi chơi 3 cái đi. Cưng toàn mua cho, tốn tiền tội nghiệp cưng. Nhưng mà mình cho đi rồi mình sẽ nhận lại thôi mấy chị. Rồi ok, cục vàng này. Đây rồi dép mấy chị. Chị 52kg hả? 52kg. Rồi để em xem. À, rồi, đôi này 45.000 size 38 nha. Size 38 45.000 mấy chị, lên giùm Thanh 38 45. Em Y Hương ơi, cái áo này nó ở đâu còn sót hai cái lưỡi nè. Đó, có bên sáng. Đây cái này áo này. Dép trắng bánh mì có 38 không? Có. Mưa hả? Mưa hả? Nói này mưa. Trời ơi, gì nghe nó mưa gì ơi. Hết bà. Ôi nghe còn nhịp. Có nghe mưa nữa nha. Mưa gì ơi, gì nghe nó nói mưa gì ơi, gỗ đàn mà. À, đôi trắng bánh mì con này 38 nè, đâu rồi? Gì mới cầm đâu rồi. Rồi có màu trắng không? Màu trắng con hả? Lấy cái diện đôi gì cho con. Rồi đôi này là 45.000 nè, size 38 nè. Đây 38 nha, size 38 nè. 45.000. Lên dép xịn nè, dép nam xịn phải không?
Vi không có 55 cà. Ê, Vi không có 55 kg. Rồi 3845 nè. Ok Minh Châu nè. Ừ đúng rồi đó cưng. Mình cho đi mình nhận lại. Chị Thanh hay thích đi lên trên buôn buôn làng á, ở trên vùng núi dân tộc nhiều á. Đó, dân tộc nó khổ lắm, ăn mặc không giống mình đâu. Đó, đồ rách nát không à. Nè đôi này là 49.000 nè, size 39 nha. Nguyễn Thị Hoa nè, phi bóng 35k nè. À, kiếp này mình làm hoài mình không giàu thì mình để đứt lại, mình để kiếp sau mình giàu đúng không? Rồi đôi này size 39, chân 38 mang được nha, 49.000. Lên làm Thanh luôn. Rồi Nhật Tính nè. Rồi Thanh Hồ nè. Rồi cái áo này nó bị lỗi nha mấy chị. Rồi 39-49 ok Linh Nhân nữa nè. Mấy chị để ý mua đủ đơn giùm Thanh luôn ha. Mua đủ đơn có màu hồng với màu hồng màu đen đôi gì mẫu đôi để gì lên form. Ừ mạng chán thì có cái máy in của chị Thanh đó, nó quay chị in không được luôn em. Không thấy bình luận luôn á. Rồi cái đôi này màu đen nè. Đó đôi màu đen nha. Màu đen là 36 tới 40 luôn mấy chị. Thanh có size 36 tới 40 luôn, 49.000. Size 36 tới size 40 luôn màu đen nè. Màu trắng cũng 36 tới 40 luôn. Dép nam màu đen có quay hậu không? Dép đen màu ở dép nam màu đen có quay hậu nha. Dép quay hậu là hàng 170 á, dép size 39. Cái size 39 Ngọc Như là lấy đôi màu trắng phải không? Rồi ok Ngọc Như nè. Mấy chị mua đồ cho Thanh số điện thoại mấy chị. Cho Thanh số điện thoại nha. Rồi cái áo này nó bị lỗi, Thanh còn hai cái mấy chị, bán rẻ 25.000 mấy chị. Nó lỗi là lỗi gì mấy chị biết không? Cái này nó mặc ấm được. Cái này nó có một đường nè mấy chị, nó in sao mà nó in có một đường hai đường lằn nữa nè. Đó, có đường lằn đây nè mấy chị, lằn lem màu đây nè. Đó, nó có một đường lằn lem màu. Thanh sale rẻ cho mấy chị 25.000 mấy chị nha. Lỗi 25. À, màu đen 3 cái gì Thanh Hồ ơi, Thanh Hồ hồi nãy có đôi màu trắng rồi giờ lấy thêm màu đen nữa phải không? Hồi nãy là có đôi màu trắng rồi giờ lấy thêm màu đen phải không Thanh Hồ? Rồi 3849 đen nè. Đồ ngố hả? Đồ ngố có nha. À, lấy quay hậu mà lấy size bao nhiêu Thanh Xuân ơi? Size bao nhiêu Thanh lấy cho? Thanh Hồ lấy thêm một đôi màu đen nữa phải không? Hồi nãy một đôi màu trắng rồi giờ lấy thêm đôi màu đen nữa phải không? Rồi đôi này đôi màu hồng với chị. À, lỗi 25 ok Hồng Thảo nè. Rồi à, lỗi nè, lỗi 25 là Trung Nguyên nè. Lỗi này là giặt không có ra, Thanh của chị Thanh cũng chưa giặt nó cho nên chị Thanh cũng không biết là có ra hay không nữa. Tại vì cái này á là nó in cái màu lên rồi. Nó in cái màu lên rồi chắc nó không ra đâu. Chắc nó giặt không ra đâu cưng. Lỗi hết nha mấy chị. Đen 39 nè. Lỗi này giặt không ra đâu, lỗi Thanh cũng hết rồi nha. Cái màu trắng lỗi đó Thanh hết rồi. Trắng lỗi đó còn đây không? Quỳnh có gì vậy ơi Quỳnh? Đây nè. Áo hết đi màu trắng lỗi đó còn không? Đó là gì vậy? Không. Đưa nó qua cho gì? Cái đó là gì? Cái kia kìa, cái dưới á, cái trắng trắng á. Ừ, đưa đây.
đây bây giờ đi vô chưa? Không, gì đâu kêu lấy áo khoác. Không có size 35 nha, không có size 35. Lấy cho dì đôi quay hậu nam size 43 xịn coi. Không có size 35 nha mấy chị, hồng 38, 49 ok Linh nè. Linh nhàn vậy nè. Rồi ok Minh Châu nè, 36 cộng 37 màu hồng nè. À, hai áo ngực size 36 trắng hay nu 35k. Lấy cảnh. Áo hoa lông vũ size 36. À. Màu trắng hay màu nu vậy? Ê 36 là mình hết rồi. Rồi ok Minh Châu nè. Trắng. Hết màu trắng rồi à, Trung Nguyễn ơi. Trung Nguyễn ơi hết màu trắng rồi nha. Thanh còn à, Thanh còn 3 cái, 36 lấy 3 cái luôn đi. Nè, màu này màu nu với màu da với màu ruốc nè, có 3 màu này, lấy 3 màu này đi. Lấy 3 màu đó được không? Có ngực su size 42 dạ không, ngực su size 42 không có chị. Em có màu đen không? Có nha Nhật Tính ơi. Có nha cưng. Ôi Linh nhanh. Rồi màu hồng nè, chị nào lấy chút Thanh luôn nha. Thanh có từ 36 tới 40 nha mấy chị. 36 tới 40, 49 ngàn. Có 3 màu, màu hồng, màu trắng, màu đen. Màu hồng, màu trắng, màu đen nha. Lấy chút mình Thanh luôn. Nè con ơi. Thôi khỏi luôn đi. Mai lấy. Con coi ở đây có đôi nào thì con lấy đôi đó, còn không có thì mai mình vô kho mình lấy. Ê cái bông đó không có đụng vô bông đó, cái nhị nó. Nè lẹ lên mẹ bán nè nhanh lên. Ở nhà hai con quýnh lộn hoài luôn á. Xây qua đây. Có dựa đâu, con này con kia gõ đầu con này là con này đứng lên gõ đầu con kia lại. Không còn nào dựa hết trơn. Con kia vố một cái là con này vố một cái vậy đó. Bên đây chỉ nữa. Rồi. Trong đây. Rồi, sạch rồi. Rồi tự đánh đi. Áo 3 màu 36 mi nguyên. Ủa 36 còn có 3 cái này á hả? Đâu rồi Trung Nguyễn ơi? À, đôi đen 36. Cái gì Minh Châu? Đâu rồi con? Minh Châu cái gì? Minh Châu một đôi ba, hồng 36 37. Mi nguyên lên xuống rồi. Cái gì 36 37 hả? Màu hồng hả? Đôi đen 36, đổi lại dùm gì ra đôi đen rồi xe 36, ghi đi đen 36, hồng 37. Rồi Mi Nguyên lên số thoại dùm Thanh nha. Tay dép quay hậu nam. À, size 36, size 36, 36 35 ngàn còn cái nào nữa. 35 là cái loại kia á con. Bây giờ còn loại 45 ngàn à. Nè đôi này quay hậu size 43 170. 170 nha, 170 size 43. Hồi nãy ai hỏi nè, dép nam xịn nha. Đó, quay hậu mình không thích mang quay hậu mình bỏ lên. Còn mình mang quay hậu mình bỏ xuống. Đó, đôi này Thanh sale 170 nha mấy chị, Thanh bán 170. Size 43 nè.
Ừ, cái đó đó có 36 không? Cái bọc khác á, lượm cái bọc lên đi hồi Tết. Có cái này size 36 là em còn hai cái này. Cái này không có cây nha. Cái này không có cây nha, cái này là không cây nè, hàng không cây. Dép như học sinh hả? Còn có cái này à. Có cái này à cưng ơi. Nè có cái này được không? Trung Nguyễn ơi. Cái này là hàng này là không rộng nha, áo này không rộng nè. Ở Thanh còn 36, ở Thanh còn hai màu này thôi. Rồi cái bộ đồ này Thanh sale cho mấy chị luôn 20.000. 20.000 nha. Hỏi chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn, bộ thể thao 20.000 một bộ. Bộ này 50kg đổ lại mấy chị, 50kg đổ lại Thanh sale cho mấy chị 20. Chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn, bộ thể thao 20.000. Đi ma nhưng mà giờ Thanh còn size nhỏ thôi chứ size lớn là Thanh hết rồi. Size lớn là Thanh hết nha, Thanh còn size nhỏ. Bây giờ đi ma Thanh còn loại xịn. Đó, bộ này 20 đó chị, 20. Rồi Nhật tính là bộ 20 nè. Rồi còn hai bộ chị nào lấy chốt Thanh luôn. Bỏ mãi con ơi. Còn áo khoác bé gái 30kg, áo khoác bé gái 30kg còn nha cưng. Linh Nhân nè, bộ thể thao 20 nè. Rồi Trung Nguyễn thể thao 20 nè. Rồi hết mấy chị, bộ thể thao Thanh hết nha. Ê, rạp cưới Vũ Nguyên chuẩn bị về. Thằng shipper nói mất cười mai gì kể cho nha. Thể thao 20 hết rồi chị. Em hết rồi. Áo khoác mà, áo khoác 75.000 một cái á hả? Đây cái bộ này 25.000 mấy chị nha. Bộ này là 25.000 nè. Bộ thể thao này 45kg. Đây bộ này là 25.000, 45kg mấy chị, 45kg đổ lại nha. Dép nam Thanh còn loại xịn 107 nha. Lấy mấy cái đôi dép mà gì bán 45.000 ra đi, qua đây. Dép nam á, mấy đôi mà bán 45.000. Ở đó cái bộ này là rồi 25.000, 45kg đổ lại. Rồi Trần Cẩm về lên số điện thoại nè. Cái gì Mi Nguyên lên số điện thoại lại giùm Thanh đi Mi Nguyên ơi. Rồi Trung Nguyên để cao 25 nè. Đây, dép 45.000. 45.000 size 42. Áo khoác nạp. Một bộ thể thao 25k. Ủa coi dùm gì cái bộ thể thao màu xanh này nãy còn không ta? Còn nữa nè. Ừ. Chưng mến. Đây cái này của khách chốt rồi bà nội. Chị đang xem số điện thoại. Còn đây này một chút thôi. Cảnh coi ở trong trong phòng thử còn sót cái bộ thể thao nào không con? Dạ em chào chị Thanh Nguyên. Thấy thương quá Cảnh ơi. Con coi thử chị Thanh Nguyên nó có nhận đơn chưa. Thanh Nguyên á. Thanh
coi thử lại lần chốt cho chị đi. Ê đây có ai Quỳnh ơi, Quỳnh. Rồi thể thao 25 nè, thể thao hai bộ 25 nè, ok chị mã hồng. Mã hồng Mỹ nè. Trời ơi còn đúng hai bộ luôn. Dạ em chốt cho chị nè, em đang tìm cho chị á, có rồi nè, em chốt cho chị rồi, chị hai bộ nè, có khoác nam 85 kg không hả? Không, có 75 kg thôi, 85 kg là không có đâu. Đây cái này là 75 kg nè, áo khoác nam nha, 85.000 một cái thôi mấy chị, 75 kg thôi, 85 kg thanh sợ không vừa, nó hơi chật á, 85 kg là hơi chật nha, được không? Rồi dép nam nè, hồi nãy chị nào hỏi dép nam nè. Đây cái đôi này size 43 nè. Đó, đôi quay hậu nè. Đó, đôi quay hậu nam size 43. Đôi này thanh sale luôn nè. 170 nha, 170 quay hậu. Bỏ ngoài luôn con. Dạ bây giờ em không biết còn hay hết nè. Đây cái bộ này còn một bộ nè mấy chị. Đây bộ này là khoảng 50 kg thôi mấy chị ơi. Hả? Nhận rồi phải không? Chị Khánh Nguyên ơi, chị chốt lại đi chị. Cục vàng của em bữa nay nó nhận đơn của chị lại rồi đó. Đây rồi cái này thanh sale cho mấy chị rồi. Liễu Nguyễn xả hết mẹ rồi nhận gì nữa. Nhưng mà mấy cái comment cũ còn thấy phải không? Đây rồi cái này thanh sale cho mấy chị luôn nè. Bộ này là 35.000 luôn, 35.000 bộ tiểu thư nè. Bộ tiểu thư 35.000, bộ này là bộ satin nha. Áo khoác đó 85.000, thanh sợ áo khoác đó là thanh sợ 80 kg nhưng mặc hơi ôm á cưng ơi. Áo khoác 85.000 á, 85.000. Đôi dép này thanh sale cho mấy chị 45.000 thôi, đôi dép này là đôi dép nam nè. Size 42 mấy chị. Size 42 thanh sale cho mấy chị 45.000, chị nào lấy chốt thanh luôn dép nam nha. Cái này đang còn thanh xả. Hả? Đây bộ đồ này 35.000 bộ thể thao mấy chị. Bộ thể thao này 45 kg. Đây bộ này 40-45 kg thanh sale cho mấy chị luôn. Bộ này 35.000. Đó, lên dùm thanh là bộ thể thao mấy chị. Bộ thể thao 35.000 nha, 35.000 một bộ. Thể thao 35k. Bộ này sale cho mấy chị luôn 15.000. Bộ này là bé từ 25 kg trở lên đó mấy chị. 25 kg trở lên nên sale cho mấy chị bộ này 15.000 luôn. Thấy cưng quá nè. Đó 15.000 một bộ luôn ha, 25 kg trở lên nha mấy chị. Em lấy hai đôi dép 80. Đừng có trả giá. Đừng có trả giá nha, Thanh không có bán được nè, bỏ vô túi nè con.
Rồi bộ này 15 ngàn nè. Thể thao 35 ok chị à, mã hồng Mỹ nè. 30kg vừa không hả? À, bộ này hả Thanh Xuân? Bộ này 30kg hả? 30kg chắc cũng được mà. Tại vì nó bo ngay cái eo nè. À, bộ này Thanh sale có 15 ngàn thôi. Lên giùm Thanh là bộ 15k, bộ 15k nha. 15k một bộ. Rồi bé 15k ok chị Mỹ nè. Bộ 15k ok Thanh Xuân nè. Ship 35 ngàn cưng. Người ta bán một bộ đồ 100 ngàn, người ta lấy tiền ship mấy chị 30 ngàn. Mà cũng một bộ đồ đó Thanh bán cho mấy chị có 50 ngàn, 60 ngàn, Thanh lấy 35 ngàn ship thì mấy chị không chịu. Thanh không hiểu. Ê, bộ này bữa nay Thanh sale cho mấy chị luôn nè. Cảnh ơi, còn mấy cái quần này Cảnh. Con lấy ra cái không dẹp nè. Ghép 45k size 43, lấy cho gì đôi size 43 thôi. Còn nói gì thấy ra đôi á. Rồi bộ này 35 ngàn bộ siêu nhân. 45kg đổ lại. Lên dép nam chuyện đi. Cái nam xịn nó cũng giống như cái đôi nãy chị đưa gì đó 170 đó mà nó không có quay hậu. Ê đưa cho diện đôi giày sụp quá nam. Hello ông Trương. Hello cục vàng. Đây bộ này bộ siêu nhân nè, 35 ngàn. 45kg đổ lại mấy chị. 45kg đổ lại nha, siêu nhân. Mấy chị lên nhìn Thanh là siêu nhân 35 ngàn. Bộ siêu nhân 35k dép luôn cho diện đôi dép. Đây đôi này Thanh sale cho mấy chị nè 130 thôi mấy chị. 130 nha. Đôi này là đôi sục nam nha mấy chị. À, đôi này Thanh sale cho mấy chị 130 nè. Chị nào lấy chốt cùng Thanh luôn 130 nha, đôi giày nam. Rồi dép nam xịn 170. Nha, dép nam 170 dép xịn nè. Ê nhớ năm ngoái cái này cái đẳng này Cảnh. Nhóc dép này luôn. Đó đôi này là 170 nè. Dép xịn nha. Rồi cái này là giày nè. Giày xe 130. Ok chị. Ok chị Hồng Mỹ nè. Sục đó là cưng cái lấy size nhiêu chị lấy cho. Sục đó là size 42 đó. Sục đó size 42 đó, cưng lấy size nhiêu chị lấy cho. Cái quần này 60kg mấy chị. 60kg Thanh sale cho mấy chị 35 ngàn. 35 ngàn cái quần này mặc đẹp mấy chị nha. Dày dặn mặc đẹp nè. Ở quần này là quần trơn nha mấy chị. Quần đen trơn 35 ngàn mấy chị. 35 ngàn mấy chị mặc cái này đi làm, mặc ở nhà cũng được. Size 44 không? Không, sụt không có. Dép xịn có size 40. Có size 40 không? À.
chục đó là 43 là lớn nhất rồi, không có 44 nha. Cái quần này 35 ngàn mấy chị, 35 ngàn lên Đầm Thanh luôn. Quần 35 ok, Mai Phú Quý nè, lên số điện thoại Đầm Thanh luôn. Đây bộ ngố nè, lấy cái gì đó sụt 43 thôi. Đôi này 35 ngàn mấy chị, lộn, cái bộ này 35 ngàn, đôi đó 100. Rồi cái này là thanh sale 35 ngàn mấy chị, 35 ngàn, đôi này là ở ngoại có không? Này coi, có kêu dùng cảnh cái mẫu đó nó lấy xe 40 đi. Dép á, kiếm được 40. Rồi cái này 35 ngàn mấy chị, 35 ngàn bộ ngố nha. À, rồi bộ 35 nè, ok Thanh Xuân nè. Bộ này chị Thanh có màu, đủ màu nha. Có đầm size 83kg. 83kg là cao không chị? 40 mẫu khác cũng được đâu, nhất thiết phải mẫu đó. Coi chị. Dép mà. Dép. Ý à. Chị đang kiếm dép mà. Rồi bộ 35 nè, ok Ly Đỗ nè. Bộ 35 ok Ngọc Như nè. Đây màu đỏ với màu vàng nữa nè cưng. Có màu đỏ với màu vàng nha, màu đỏ với màu vàng. Dép Thanh hết size 40 rồi, Thanh còn quay hậu size 40 thôi. Quần Rin Nam size bao nhiêu? Trần Cẩm nãy giờ chưa có cho số nội nha. Mét 55 80kg là 80kg là em hết rồi. Có mấy cái đầm hàng Quảng Châu, Cảnh ơi, mấy đầm hàng Quảng Châu mà 80kg á. Đây dép thì Thanh còn 40 nè cưng, còn một đôi nè. Trời, còn người. Hai bộ xanh vàng. Rồi vàng là chị hết xanh rồi. Của Thanh Xuân đó. Hết xanh nè cưng ơi. Hết xanh là lấy vàng cái đỏ được không? Đây, rồi cái này thanh sale cho mấy chị bộ này 30 ngàn luôn. À nãy chỗ xanh rồi, vậy chị tưởng nó cưng lấy thêm á. Vậy là lấy thêm một bộ vàng thôi ha. Rồi cái bộ này sale 30 ngàn thôi mấy chị. Bộ này là 45kg thôi nha mấy chị. 45kg thôi nha, sale cho mấy chị 30 ngàn. 80kg sợ không vừa đó con ơi. Bốn mươi tám ký size mấy chị? 48kg hả? 48kg chắc size 28, chắc size 28 á cưng. Lấy cái gì quần jean size 28 đi. Đây bộ này thanh sale 30. Ừ gạo. Bộ phi bóng nha, sale cho mấy chị bộ này 30 ngàn. 40-45kg. À bộ phi bóng màu xanh 30. Đây bộ này nó có chất cá bển nữa kìa.
Bộ này bán 10.000 mấy chị. Trời ơi, rẻ hơn bộ bánh mì, ổ bánh mì nữa. Quần đen quần đen trơn có 50kg có nha Thanh Xuân ơi. Đồ đồ 20k lẽ nào ta? Ủa 20k lẽ nào? 20k lẽ nào ly đổ? Đây cái này 10.000 mấy chị, bộ này 10.000 thôi. À, bộ này là 45kg đổ lại nha, 40-45kg nè. Trời ơi, rẻ hơn ổ bánh mì thịt nữa mấy chị. Ổ bánh mì giờ xanh 30, ok hồng thảo nè. Ổ 20 là bộ nào ly đổ? Đây cái này cái đầm nha. Đó, cái này cái đầm mà Thanh sale cho mấy chị 35.000 luôn. Cái đầm này khoảng 40kg mấy chị nha, 40kg nè. Nãy chị nói nhiêu quần em quên, 35.000, quần là 35.000 cưng. Đây cái bộ này 10k mấy chị, 10.000 nha, 10.000 bạc thôi, quá rẻ mấy chị. Quần là chị sale có 35.000, quần đen trơn á. Cái áo đầm nè 35.000 mấy chị, 40kg nha, rất là dễ thương luôn. Lên giùm Thanh luôn đầm, đầm 35. Cái đó là nữ không à, quần nam mà. Dì nói là quần nam mà size 29, để size 28 gạo. Hỏi nữ hả? Ừ gạo. Dì con có hỏi nữ đâu. Trời ơi, hàng cái gì đó thôi, nó ngồi nó bảnh làm gì trời. Dì thấy con bươi nha cái cục nữ. Dì nghi dì mới hỏi lại. Hai quần đen trơn ok. Cho dì hai cái quần đen này nè, 35 nè. Chổng có. Áo dài bé trai hết rồi, áo dài bé trai không có hàng. Dây thun để đâu rồi trời, chạy ra ngoài cái đó cảnh là có khách ở ngoài. Đây rồi, à quần jean nam nè. À, em coi size 29 đi chị, 28. Ừ chị lấy size cho cưng, size nhỏ đó. Đây cái này size không? Không, 48kg là chị nghĩ là cái size 28 được rồi cưng. Size 29 là chị sợ chật á. Cưng muốn lấy 29 thì chị lấy 29. Nè quần nè. Đó quần jean nam 120 nha. 120 một cái. Đó chị cho cưng coi mẫu đó. Cưng muốn lấy 28, 29 thì chị lấy 29 cho. Rồi cái quần kaki. Dọn bển đi con à. Cái quần kaki này vẫn sale cho mấy chị luôn nè. Quần kaki này sale 49.000 thôi mấy chị, quần kaki nam. Quần này là khoảng 65kg mấy chị, 65-70kg á. 65kg thôi. 65kg nha, cái quần này vẫn sale 49.000 mấy chị, 49.000 thôi, còn một cái này sale rẻ cho mấy chị luôn. 49.000. Ừ cái bộ này là cưng mặc vừa nè, vừa chắc luôn á. Bộ này là 50kg đổ lại nè. Chị Thanh sale bộ này 29.000 luôn. Bộ này vừa đó 29.000, chị sale có 29.000 thôi, quá rẻ. Ừ.
Má con cứ để đây cái gì đi. Khỏi lúc ra. Bốn chín ngàn nha, quần 49. Rồi chị chốt được cưng bộ đồ rồi. Quần kaki nam nha mấy chị, quần này là quần kaki nam nè. 65-68kg mấy chị, sale cho mấy chị cái quần này 49.000 luôn. Quần này 85.000, mình đang sale cho mấy chị 49.000. Quần xịp sang L còn không ta? Đùi không, mấy cái kia hết hả? Xịp sang L chỉ còn quần xịp đùi đó nha. Hả? Đây bộ này là bộ bộ satin. Bộ này là 50kg đổ lại nè, đẹp chưa mấy chị? Chị đang like, chị đang like. 50kg đổ lại nha, thanh sale cho mấy chị bộ này là 60.000. 60.000 nha, 60.000 bộ satin mấy chị. Đẹp chưa? 50kg đổ lại, chị nào lấy chốt tình thanh luôn ha. 60.000. Hai cái để bán lẻ mẹ, đi nhiều cái khách vô mua lẻ không có. Ê cái bộ tôn nè, bộ tôn anh còn một bộ nè. Quần jean 62kg. 62kg là size mấy cảnh? 62kg cỡ con á. Quần jean con 55 nè. 55kg bự chứ trời. Nè cái bộ này thanh sale cho mấy chị luôn 49.000. Bộ này 70kg luôn nè mấy chị. 70kg nha, 49.000. Bộ tôn nha, tôn sượt đó mấy chị. Đó, thanh còn một bộ nè. 49.000 một bộ luôn, đâu sót một bộ nè mấy chị. Rồi lên giùm anh luôn bộ tôn sượt. Con lại con lấy bọc vô bọc đi. Bấm giấy đi con. Rồi chị nào lấy chốt thanh luôn ha, còn một bộ, còn này chút nữa mình dẹp con. Rồi bộ này sale luôn 35.000 đó chị. Bộ này là bộ bộ cá tê lụa mấy chị, cá tê lụa nha. Nó mềm chứ nó không có cứng nha mấy chị. Đó, mềm chứ không phải cứng nha. Bộ này là 50kg đổ lại nha. Bộ này 50kg đổ lại thanh sale cho mấy chị bộ này 35.000. Trời lớn luôn, bán cho mấy chị bộ này 35.000 luôn. Rồi chị nào lấy chốt giùm thanh luôn 35k bộ vàng. Lên đường thanh là bộ vàng 35.000 nha mấy chị. KT lụa nha mấy chị, nó mềm giống như vải lụa vậy đó. Đó chị nào lấy chốt âm thanh luôn ha, làm sale luôn 35.000 cho mấy chị luôn. Rồi lên đường thanh là bộ vàng 35 nè. Ok thanh xuân nè, bộ này vải đẹp nha. Rồi ok Thảo nè, bộ vàng 35 nè. Chán dễ sợ mấy chị. Cái máy nó quay.
quay 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 chán dễ sợ. Vàng 35, vàng 35 nha. Bộ vàng 35 ok thầm xuân. Rồi chị nào lấy chốt hình thanh luôn ha, bộ vàng 35 nè. Rồi áo này tao sale cho mấy chị 25.000 luôn mấy chị. Mà tao chơi lớn bán rẻ cho mấy chị luôn. 25.000. Chị nào ra không coi là uổng nha. Rồi sale cho mấy chị 25.000. Trời trời cái áo này. Cái áo này 25.000 là không thể tin như mấy chị. Sale cho mấy chị luôn 25.000 luôn. 60kg đổ lại, 40-45kg trở lên mặc được nha. 25.000 chị nào lấy chốt âm thanh luôn. Xanh 25. Nó màu xanh thì nó xanh vậy thôi, nhưng mà hình là nó có nhiều hình nha mấy chị. Nó có nhiều hình nha chứ không phải một hình đâu nha. Đó, nó một màu xanh nhưng mà nó nhiều hình khác nhau. Rồi lên âm thanh là áo 25. Áo 25 lên âm thanh luôn đi. Hai mươi lăm ngàn. Chốt cho Thanh là áo 25.000 mấy chị. Áo này là đầu lai Thanh bán 35.000 á. Giờ Thanh bán mấy chị 25.000 luôn. Chị nào lấy chốt cho Thanh luôn ha. Áo đó có nam không chị? Áo này nam. Nếu mà nam nhỏ con là mặc được cưng. Nếu như mà nam nhỏ con là mặc được. Còn bự con là mặc không được nha. Rồi cục vàng nào lấy chốt cho Thanh luôn. Áo 25.000 nha. 25.000. Màu xanh 25. Em màu đỏ nữa nè, có màu đỏ nè, đỏ 25 nè. Rồi màu đỏ 25 nè, màu hồng 25 nè. Đó, áo con chơi lớn bán cho mấy chị 25.000 luôn. Áo thun cô tông nha. Rồi xanh 25 nè, nhã ngô nè. Mấy chị mua lưu ý anh Thanh là mua, mấy chị mua cố gắng mua đủ đơn nha. Mua không đủ đơn á rồi cái mắc công lắm. Mắc công không đủ đơn rồi cái tới lúc gửi không được á mấy chị. Rồi lên âm thanh là xanh 25 mấy chị. Rồi đỏ 25 ok nhã ngô luôn nè. Rồi hồng 25 nó ok song thiên nè. Ấy lộ mày đưa giấy làm gì á lộ mày. Ừ đúng rồi. Lâu lâu hài hành quỳnh. Đỏ hồng ok em nè. Nhìn coi màu hồng thế nào. Dạ, hay hồng nó. Ừ, có nè. Không có nè. Thanh có màu trắng nữa nha. Anh có màu trắng đó nè. Anh có màu trắng màu xanh. Còn màu trắng màu xanh nè. Dạ áo này không có trơn chị. Cho em thêm nón 10k ok thanh xuân. Hồng thanh hết rồi nha. Hồng thanh hết rồi mấy chị. Hồng thanh hết rồi nha. Bộ ngố thun cô tông hả? Bộ ngố thun cô tông thanh còn loại loại 80.000 một bộ, ta hết loại rẻ rồi. Đây có màu trắng nữa nè mấy chị. Trắng nha, trắng. Susie ơi. Lấy cái điện thoại sạc giùm mẹ coi.
Rồi nhã ngô trắng 25. Cái cọng dây màu xám đó nha. Hả? Em mới giặt cái đâu? Rồi đang còn màu trắng với màu xanh đó chị, trắng với xanh nha. Sao không đợi quần đi nữ xịn sang em chính ra mai mà mới kêu là chuyên trước. Ủa là chị nhận đồ chưa vậy chị Kim? Chị em quên nữa, mai em soạn cho. Mai em soạn cho nha. Em lu bu em cũng không nhớ luôn nữa. Đây đôi dép này 35.000 mấy chị. Còn một đôi chị nào lấy thì bán rẻ luôn. Đôi này 30.000 luôn. 30.000 luôn, size 27 nè. 27 nha, size 27 30. Còn một đôi mấy chị. Chắc ngày mai á, sáng mai là shipper nó giao về á, rồi cái chị qua nhà em chị lấy. Đây đôi này là đôi dép kẹp của nam. Sale cho mấy chị 45.000 mấy chị. 45.000 kẹp nam nha. Đôi này là size 44 luôn nè. Đó, size 44 luôn á. Rồi nón 10.000 mấy chị, có chị nào lấy nữa không? Lấy làm chủ, tranh thủ lấy luôn đi. 10.000 một cái nón. Bộ ngố. Con ơi, con dích cái bộ. Ê, con qua bển lấy bộ ngố, bộ lửng qua bển. Bộ ngố mình hay bán 100 với 120 rồi đó. Đây, áo hoodie 39.000 mấy chị. 39.000, chị nào lấy chốt Thanh luôn. Áo 39k. Áo này là áo hết đi nỉ nha mấy chị, 39.000. Lên Niềm Thanh luôn, vàng 39 mấy chị. Áo đó là áo khoác chui á mấy chị. Đây còn cái này là áo nỉ nè, áo nỉ dây kéo nè mấy chị. Nó đẹp chưa, Thanh sale cho mấy chị 45.000 thôi. 45.000 áo nỉ nha mấy chị. Đổi em đôi dép nam được không chị? Đổi em đôi kẹp nam được không chị? Ủa là nãy Cương có lấy đôi dép nam hả? Trời, lấy hai đôi luôn đi. Chị sale rẻ quá, lấy hai đôi luôn đi. Cái áo này là 70kg đổ lại vừa nữa nè. Có góc cao tầm 6-7 phân. Quay ngang. Size bao nhiêu Cương? Song Thiên. Cái áo khoác này Thanh sale cho mấy chị luôn 45.000. 45.000 nha. Đây bộ ngố nè. Ủa bộ này là, bộ này không phải 80.000 rồi, bộ này là 120 nha. Bộ này 120 chứ không phải 80.000, nó nói lộn đó chị. Đổi lạnh nhất rồi. Rồi lạnh nhất luôn. Đó, bộ này là 120 chứ không phải 80. Đây còn bộ này tên sale luôn nè. Bộ này bán 100.000 thôi. Bộ này bán 100 thôi. Nha, bộ này là bộ lửng nè. Bộ lửng 100.000. Vì đổi đôi dép của đôi dép này là cho cái gì đó Thanh Xuân đó, lấy đôi dép nam kia ra bỏ lại đôi đó. Có quần dài nữ bo ống. Gửi cho chị quần tây nam size 27 33 màu đen một. Size 27 em hết. Ờ đúng rồi, đổi lại. Size 27 em hết chị. Size 30 em còn 36 thôi, hết 33 luôn. Hết 33 luôn nha. Con kiếm cái gì đôi gót coi đôi cao khoảng 5 phân hoặc 7 phân. Size 36 quay ngang á. Size 36 là nhiều lắm. Rồi áo khoác nỉ mấy chị, áo khoác nỉ 45.000. 45.000 chị nào lấy chốt bằng anh luôn.
Nó quắp nỉ 45k. Rồi nhã ngô một nón 10k. Đưa cái đồ bấm lại cho dì con này. Đây. Size 36 cái này là 7 phân nè. Chị Thanh sale 85.000 một đôi nha, đôi này là 7 phân nè. Không, đôi đó không chị. Rồi đôi này là 5 phân nè. Đó, đôi này 5 phân nha, 85.000. Đôi này ở nó đẹp lắm nha. À thấy chưa? À nãy bán 95.000 nhỏ đâu hút liền, quá rẻ mà đúng không? Trời đôi nó đi ra ngoài á thiệt chứ chắc 200 mấy. Nói 95.000 lấy chị đôi này xay đó đi, xay đó đi. Đó, đôi 7 phân với đôi 5 phân nha, đôi này là 7 phân nè, 85.000, Thanh bán 85.000 trên like chứ khách Thanh lại đây, Thanh bán 95.000, mua liền luôn á. Đó, đôi này size 36 luôn, 7 phân nè. Rồi áo hoodie mấy chị, áo hoodie 39.000 nha, chị nào lấy chốt mình Thanh luôn. Lấy đôi 7 phân ha. Là cứ lấy đôi 7 phân ha. Rồi chị chốt cho cưng đôi 7 phân nha. À, có quần tây Âu size 28 không? Đen. Hết rồi. Đen là hết rồi, quần đó khách sĩ bốc hết rồi. Đây bộ đồ này Thanh sale 40.000 thôi mấy chị. Đó, bộ này Thanh bán 40 cho mấy chị luôn nè. Bộ này là khoảng 50kg đổ lại nha. 50kg đổ lại sale cho mấy chị 40.000. Xong bộ này Thanh sẽ xuống nha mấy chị. Xuống like nha. Rồi bộ này sale cho mấy chị 40. Rồi, anh xuống like nha mấy chị. Ủa, em mấy bộ đồ dọn hơn con lấy lại con. Ừ. Ừ, để nhau lửa cho. Trời ơi, buồn ngủ quá trời à. Bộ 40 ok nhã ngô. Thanh bán cho chị. Thanh bán chị bộ đồ. Hồi nãy 100k đi Thanh mặc mùng 1 Tết. À, mặc mùng 1 Tết là bộ nào chị? Chị Liên. Chị Liên là chị lấy bộ nào? Bộ hồng hay là bộ bộ đen? Đưa lại cho chị. Dẹp rồi hả? Hai bộ chị lấy bộ nào? Bộ này nè. Bộ này thì chị mặc vừa nè. Bộ này em sợ không vừa đâu. Bộ này con nít lắm. Bộ này chị mặc vừa nè. Bộ này em bán 150 lần đó. Bộ này phải không? Bộ này đúng đẹp luôn á chị. Bộ này là cái quần nó ôm, cái áo nó rộng. Chị mặc bữa mùng 1 Tết. Lấy bộ này á. Cục vàng của em. Trời ơi ho, tự nhiên cái giờ nó ho. Bộ này đẹp quá chị Liên ơi. Đâu rồi cục vàng của em đâu rồi? Lấy bộ này nha, cục vàng. Bộ đỏ, bộ này đâu phải màu đỏ đâu, bộ này là màu sen. Bộ này là màu tím sen, màu hồng sen chị, không phải màu đỏ. Mà cái này nó hình con thỏ nữa. Cái này nó hình con thỏ nữa, chị mặc không có được, kỳ lắm. Lớn tuổi mặc cái đó kỳ lắm.
bộ cái bộ đó là nó không phải màu đỏ, bộ đó là màu hồng sen á, màu hồng sen á. Có bộ đỏ không ta? Bộ đó không có màu đỏ, bộ đó là màu hồng sen, tại vì nó mà nó có hình con thỏ trước nữa. Tết chị mặc đỏ hả? Bộ đó không phải đỏ. Bán đi con. Tết chị mặc đỏ hả? Đỏ giờ cái mùa nào đỏ vậy? Size mấy? Size mấy vậy chị? Màu đen thì con lấy màu đen ra, nhiều khi nó thấy màu đen mà nó chịu rồi ta. Ở bển còn không? Ba tám trên đây còn không? Nhìn ngoài không? Nhìn ngoài. Nhìn ngoài nhìn gì? Con hỏi cảnh nó bển cái quần ca quần trơn quần đen trơn 35.000 còn không? Hỏi đúng rồi. Ba phân đó. Đợi thanh xíu mình kêu mấy đứa chạy đi lấy. Bộ này 40.000 mà mấy chị. Bộ vàng bộ này 50kg nha. 50kg thanh sale cho mấy chị luôn, 40.000 luôn. Bộ này thanh bán 45.000, giờ thanh bán cho mấy chị 40.000 luôn. Chị nào lấy chốt thanh luôn 40k nha. Bộ này thanh sale 40 luôn. Rồi thôi thanh xuống like nha mấy chị. Quần 35.000 quần. Để thanh coi đợi. Hết tới đâu? Hết tới đâu? Trong kho á cha nội ơi, chở vô kho cả đống cả dạ chổng. Con mới thấy ra cả đống gì đó nói 35.000 rồi. Ở trong phòng thử hết trơn hả? Đây quần đen trơn nè, 35.000. Tự nhiên cái ho à trời. Ê, nhìn cái đít nhỏ đó mặc cái quần jean nhìn nó dỗ đít sợ kìa. Nhìn nó cưng nè. Nè quần nè 35.000 nè.
rồi, cái quần này đẹp như mấy cục vàng. Thấy không? Mướt ruột luôn thấy không? 35 ngàn. Dồn đơn đi gì. Ừ. Rồi đây, cái quần này 35 ngàn nè. Ôi mấy chị ơi, trời ơi trời, mắt mở mung lên, nhướng mung lên. Mai đi đơn nha. Ờ à, ok, nhã ngô. Nhã ngô sao thấy quen dữ trời. Chồng chồng qua đây để chỗ đó đẩy cái lo vô. Rồi thôi Thanh xuống like nha mấy cục vàng. À, khuya nay là mình hết năm 2022 rồi đó mấy chị. Là qua năm 2023 là hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người. Giờ Thanh sẽ không bán ế như năm nay nữa. Ê còn ba cái túi nè sale mấy chị. Quên. Sale cho mấy chị cái túi này 45 ngàn thôi. 45 ngàn. Thanh có màu hồng, màu vàng, màu đỏ. Đây màu hồng, màu vàng, màu đỏ nha. 45 ngàn mấy chị. Đó, Tết quải đựng tiền, đựng điện thoại rồi mấy chị nha. Thanh còn 3 cái Thanh sale cho mấy chị luôn. 45 ngàn luôn. 45 ngàn một cái túi nha. Quần có size nhỏ không? Quần đó là từ 45kg trở lên á. 45kg trở lên đó nha Hồng Thảo ơi. Ủa Thanh Xuân nãy giờ là còn mấy cái nón à? Coi đây, để gì nó lấy tổng 4 cái. Dạ chị, nè thêm 3 cái nữa là 4 cái nè. Năm nay là một năm rất là tệ hại đối với Thanh mấy chị. Bán buôn ế ẩm. Tiền ra, trời ơi. Tiếu ngày hôm qua ngày hôm kia chứ gì like cái gì kêu thằng Phúc á đi vô trong kho đẩy hết đồ nít ra cho gì. Cái thằng Phúc nó nói với Quỳnh, nó nói sao anh đẩy đồ ra mà anh hồi hộp á, gì là chuyên gia kêu đẩy ra xong cái gì kêu xuống like. Anh hồi hộp lấy cho em thêm một nón nè. Ok, thêm một nón là hai cái. Rồi ngày mai tiếp tục đẩy vô nữa. Quần đó là vải TC á cưng. Vải TC nha. Nói chung cái quần đó chị Thanh bán không ai chê hết trơn. Quần nó mặc êm lắm.
cái bộ đồ bé thấy cưng quá mấy chị. Bộ này quá trời thấy cưng rồi. Nè, chị nào lấy bán rẻ bộ này 15.000 thôi. Bộ này là bé khoảng 6-7kg á mấy chị. 6-7kg nha. Chị nào lấy bán rẻ bộ này 15.000 thôi. Lấy em cái cây nhỏ 35k. Rồi ok. Ê, bưng cái gỗ bông vô đây gì? Gì à? Mấy chị khoan để Thanh bán bông cho mấy chị cái nè. Bông cho mấy chị về chưng Tết nha. Bán 25.000 luôn. Ê, một chậu 25.000 luôn mấy chị. Một chậu gì 25.000. Rồi tóc của mấy con mannequin nè. 25.000 một chậu bông mấy chị. Cái bình này là bằng nhựa nha. Cái bình này là bình bằng nhựa nha mấy chị. Nha mấy chị trưng ở xung quanh cái gốc mai á, rất là đẹp luôn. Tết á mấy chị trưng ở gốc mai hoặc là mấy cái gốc cây hoặc là trước nhà mình á, nhìn nó rất là đẹp. Nha, sale cho mấy chị luôn 25.000 một chậu. 25.000 một chậu nha, một chậu gì có 25.000 thôi. Đó, một chậu bông 25.000. Có được bộ nào không Thanh? Dạ không còn bộ nào đỏ hết chị. Hết trơn, không có bộ nào đỏ hết. Đó, đẹp lắm mấy chị nha, 25.000 một chậu, chị nào lấy chút Thanh luôn. Ở cái cây mai á mấy chị, cây mai cái mình trưng xung quanh cái cây mai hả chỗ nó đẹp lắm nha. Một chậu vậy là 25.000. Bữa Thanh bán chậu 35.000 á, giờ Thanh sale cho mấy chị luôn 25.000 luôn. Trời bông ba. Ừ, không biết được cái bình nó nằm đâu luôn. Đây đẹp quá mấy chị. Đó, đẹp chưa? 25.000 một chậu. À, quần xịp không? Quần xịp mà xịp nam hay nữ? Xịp nam hay nữ cưng? Xịp nam hay là xịp nữ nè? Ủa chị Liên ơi, vậy là cái đơn mà lúc cái đơn mà lúc cho lúc trước á, nó giao lộn á chị. Rồi cái cuối cuộc là tới giờ nó không có giao cho chị luôn á hả? Thấy không chị? Bưng cái gỗ ra đi con. Rồi một chậu 25 nè, Bảo Ngân nè. Nữ 55kg hả? Lấy cái gì chục quần lót nữ luôn. Điện nam chỉ có một kiểu thôi hả chị Thanh? Có nhiều kiểu nhưng mà nó không có, nó hết size á. Chậu màu tím có màu đỏ không chị? Không, màu tím không có màu đỏ. Màu đỏ thì chỉ có chậu này, chậu nhỏ nè. Đây, màu đỏ chỉ có chậu nhỏ nha. Chậu nhỏ nè. Màu đỏ có chậu nhỏ. Đây quần xì nè. Đâu có giờ chị gì hả, nó làm lạc cái đơn đó. Nó làm mất mất cái đơn đó luôn. Đồ thể thao đùi. Nè. 55 kg lưng cao. 55 kg lưng cao nha. Rồi. Bông này có mùi đâu mà dớ. Không, bông đó là bông gì chưng nhưng mình không cài nè. Cái này hả? Phút hồi chiều á, kêu nó cắt mấy cái đó, cái nó nói
Trời, cái phấn này để thụ tinh nó gì? Nó giờ để đây ai thụ? Thụ tinh cho ai? Bảo Ngân lấy màu tím nha, thì đổi lên màu tím nè. Chị lên size 40 cho em xem mẫu đi chị, mang bạn lắc quá em xem không được lúc luôn. Size 40 là chị còn quay hậu thôi, chị còn quay hậu thôi nha. Đây cái quần lót này sale cho mấy chị 99.000 một chục, người ta bán một cái 20-25.000. Đây, người ta bán quần này là quần thông hơi nha mấy chị, nó có lỗ thông hơi nè. Đó, người ta bán một chục là ấy, người ta bán một cái lẻ là 20.000 hoặc là 25.000, nên bán cho mấy chị 99.000 luôn nha, 99.000 một chục nè. Quần xì, quần lót nữ á. Cái bộ đồ này Thanh còn hai bộ, chị nào dớt luôn Thanh luôn đi, có 10.000 bộ mấy chị. Trời, có 10.000 thôi. Đó, không có bị lỗi bị gì hết trơn nha mấy chị. Ê, cái màu tím nó có màu đỏ, người ta có màu tím không rồi phải không? À, có không? Lê Hòa mới vô. Vô trễ dữ vậy cưng. Trễ vậy. Bữa nay chị Thanh không khỏe. Bữa nay chị không có được khỏe. Rồi hai bộ nè, ok. Bộ này bộ có 10.000. Mặt xuống. Bưng cái chậu bông ra đây con ơi. Bưng cái sọt bông ra đây. Đây rồi cái váy nè, cái set váy này bán rẻ luôn, 20.000 luôn mấy chị. À, set váy này 40kg nha, Thanh sale cho mấy chị luôn 20.000. Đây, Thanh sale cho mấy chị 20.000. Bây giờ chúng ta điện cho chị. Dạ rồi, em cũng chưa có kiểm tra là nó thường tiền cho em chưa nữa. Mà người ta có nói cho chị biết là cái đơn nó nhiêu tiền không chị Liên? Em không nhớ là cái đơn nó nhiêu tiền luôn á. Rồi set váy 20, set váy 20 nha. Bộ hả? Bộ này thì chị Thanh sale nè. Bộ này 29.000 nè. Bộ này chị Thanh còn màu hồng với màu xanh. Đây chị Thanh còn bộ này nè. Đó, bộ đùi này chị Thanh sale 29.000. Nha, bộ này cũng 45-50kg đổ lại nè. Bộ này 29.000. Chị Thanh còn màu hồng với màu xanh. Dạ, để em biết, để em nhớ, để em đòi nữa.
bộ đó có màu cam đó nè, màu cam đó nè, đồ 70kg ha, 70kg có bộ này nè, đây 70kg có bộ này nè, đó 70kg là 49.000 bộ tôn nè, bộ này là tôn sượt nha, phải tôn sượt á, 49.000. Nha, bộ này là 70-75kg vừa luôn nè, Thanh còn đau xót bộ nè. Bộ dài, đây bộ dài nè, sale bộ này 50.000 luôn, 45kg, 45-50kg nha, Thanh sale bộ này 50.000 luôn mấy chị, bộ satin. Đây chị sọc đỏ và vàng, chị vẽ dưới chân là gì? Cái đó là bộ ngố, bộ ngố cho bé, bộ ngố cho bé nha. Còn màu khác không ạ? Còn màu khác nhưng mà nó qua hình mẫu khác. Đây còn màu này nè, đây còn màu này, bộ sọc vàng sọc và đỏ đó là nè, bộ tôn nè, đây đủ thứ hết mình có. Mùng không Thanh, mùng em có nhưng mà em dẹp vô kho rồi chị, mùng em có mà em dẹp kho hết rồi, em dọn kho được lần để cho lính nghỉ á, cho lính nghỉ Tết á, nên là em dẹp vô kho hết rồi. Ở bộ tôn Thanh có hai màu nha, 49.000 Thanh sale cho mấy chị 49.000 thôi, có hai màu. Rồi ok, Bảo Ngân nè, em bán đủ thứ hết chị, đủ mặt hàng hết, cái gì em cũng có, mỹ phẩm, giày dép, cái gì cũng có hết. Mỗi lần bán đồ ăn nữa nhưng mà giờ cực quá. Bộ trên 80kg là trên 80kg là em hết rồi, cái đó là hàng đặt đó chị. Ăn đặt lâu lâu mới có. Đây bộ này sale luôn 50.000 luôn mấy chị, satin nha, bộ này 50.000, 45-50kg vừa, bộ satin sale cho mấy chị 50.000. Satin này là cái bâu này là bâu tiểu thư á nha, cái này là bâu tiểu thư nha, 45-50kg thanh sale cho mấy chị bộ này. Đẹp bé trai 15kg, bé trai 15kg là Thanh hết rồi. Còn nhưng mà Thanh không biết nó nằm ở đâu, Thanh không có lục ra được á. Mi con trai 25kg hồi nãy chị còn cái màu vàng nữa cưng, còn một cái màu vàng á. Cưng cái này á hả? Bộ này đường chỉ may chắc mà. Còn cưng muốn chắc nữa thì về mình dặn lại thôi. Chứ giờ xưởng nó may, nó cũng may, may cũng ok, chị thấy nó cũng ok. Chứ mà mình sợ thì mình về mình dặn lại. Dặn lại cho nó chắc ăn. Con mắt nó sụp mí luôn mấy chị. Thôi,
anh xuống like đi mấy chị ơi. Bộ xanh dài nãy đường chỉ may hay dắt chỉ, cái đó là đường chỉ may nha. À, hồi nãy còn cái áo sơ mi con trai đâu rồi, gì tẩy đâu rồi ta, con này bỏ cái này ngoài đi con. Hồi nãy còn một cái áo sơ mi con trai, có ai lấy không? Bỏ vô cho Mi Hương luôn đi con. Hả? À. Ủa nãy con có thấy cái áo sơ mi của con trai mà màu sọc sọc vàng vàng gì, gì để đâu không ta? Không, cái đó không phải. Còn một cái à, nãy gì like là nãy bán rồi trời. Con dùng nói áo xong đi mà. Con dễ dễ dở này. Áo khác con cột lại đi. Áo hết đi bỏ lên đây đi con. Bỏ đại đi, dắt lại đi. Ừ cái này mình muốn chắc về mình dặn lại. Có chốt đơn nhớ báo lại chị nha. Dạ. Ngày mai mấy đứa nó sẽ gọi điện chốt đơn hết chị. Trời ơi, thấy cái đau xót. Cái bông. Bình cái bông nó mua 100 mấy á trời. Mà cái gì thích chân không mấy. Không phải bông bông cúc không có chân được. Bông cúc là chỉ chân bằng thờ vong linh rồi thôi. Con biết mẹ có hai chân bông đồng tiền á. Cái này nó đồng tiền, tiền nó rẻ hơn cái này. Tại vì chơi sang nữa. Nhiều mà sang hết con. Ta giàu sang nói mình nghèo mình sang. Tên gì? Thôi ngủ đi mấy chị ơi. Ừ, mai lay lựa thêm. Bộ chị đang mặc là quần dài hay ngố? Bộ chị đang mặc là quần đùi. Bộ chị đang mặc là đùi cơ.
Rồi Thanh chào mấy cục vàng nha.